Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 130. Cả U Linh Chi Đô xem như hoàn toàn bị Dương Bách Xuyên và thuộc hạ là Đại Yêu tiêu diệt, hoàn toàn xóa tên. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không quên tổ chức sát thủ U Linh của U Linh Chu Đô, căn cứ của tổ chức này nằm ngay trong đỉnh núi U Linh. Hắn phất tay, một ngọn lửa xuất hiện đánh vào thi thể của thánh chủ U Linh. Mặc dù lão già này đã chết, nhưng đối mặt với một lão quái vật như vậy Dương Bách Xuyên vẫn có chút lo lắng, chỉ khi đốt xác ông ta thành tro mới có thể hoàn toàn yên tâm. Ầm một tiếng, thi thể của thánh chủ U Linh bị đốt cháy. Trong chớp mắt đã biến thành tro tàn, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn bay nó theo đất trời. Dương Bách Xuyên vốn định xoay người đi tìm hang ổ của tổ chức sát thủ U Linh, nào ngờ vừa định quay đi thì nhìn thấy một mảnh giấy màu xám xuất hiện dưới đống tro tàn của thánh chủ U Linh sau khi gió mạnh thổi qua, nếu nó không lóe sáng thì hắn sẽ không để mắt tới. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, ngồi xổm xuống nhặt mảnh giấy từ tro tàn của thánh chủ U Linh. Dương Bách Xuyên vừa cầm lên liền cảm thấy cả người lạnh lẽo, lạnh đến nỗi khiến hắn phát run. Nhìn giống như là giấy, nhưng sau khi cầm lên Dương Bách Xuyên mới phát hiện không phải giấy, cảm giác lạnh lẽo lại nhẵn nhụi vô cùng, trông giống ngọc lại không phải ngọc, trông giống giấy lại không phải giấy, mỏng như cảnh ve sầu và chỉ bằng hai bàn tay người lớn. Phía trên không có gì cả, hai mặt trước sau đều xám xịt và trống một mảnh. Nhưng Dương Bách Xuyên tin rằng thứ giống như mảnh giấy này tuyệt đối không phải vật tầm thường, bởi vì nó được đốt ra từ thi thể của thánh chủ U Linh, hơn nữa ngọn lửa của hắn không đốt cháy được nó, chứng tỏ nó không tầm thường. Có thể được chứa đựng trong cơ thể của thánh chủ U Linh thì là gì chứ? Liệu có phải pháp khí gì không? Dương Bách Xuyên lập tức lắc đầu phủ định suy nghĩ này, pháp khí tuyệt đối không có hình dạng giống như từ giấy. Dương Bách Xuyên cầm nó trên tay, thôi động chân nguyên thử xem có biến hóa gì không. Kết quả sau khi truyền chân nguyên vào không có chút thay đổi gì, ngược lại chân nguyên của hắn bị mảnh giấy này hấp thụ hoàn toàn. Dương Bách Xuyên không tin, lại tăng thêm chân nguyên. Nửa giờ sau hắn toát đầy mồ hôi, kết quả không hề xảy ra biến hóa, mà chân nguyên trong cơ thể hắn gần như cạn kiệt, mảnh giấy mỏng này có bao nhiêu chân nguyên thì hấp thụ bấy nhiêu, quả thực là một cái hố không đáy. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng khiếp sợ. Một vật chỉ to bằng bàn tay lại có thể chịu được một lượng lớn chân nguyên như vậy mà không hề phát sinh biến hóa gì. Ha! Dương Bách Xuyên thở ra một hơi, quyết định bỏ cuộc. Bây giờ hắn càng tin chắc rằng thứ này tuyệt đối không tầm thường, không thể phá hủy, cực kỳ cứng rắn. Lửa không thể đốt cháy nó, chân nguyên truyền vào cũng không thay đổi, cuối cùng Dương Bách Xuyên dùng kiếm chém nó cũng không để lại dấu vết gì, quả nhiên kỳ lạ. Lúc này Dương Bách Xuyên giống như nhập ma. Khiến các đại yêu nhìn nhau, không biết thánh chủ đại nhân đang phát điên cái gì, cũng không ai dám tiến lên xem thử. Dương Bách Xuyên thở hổn hển, đúng lúc này trong đầu vang lên giọng nói của Hắc Liên, người có thể sử dụng sức mạnh thần hồn thử xem. À, đúng rồi. Một câu nói này đã đánh thức hắn, Dương Bách Xuyên đi vào ngõ cụt, cách gì cũng đã thử qua, chỉ quên dùng sức mạnh thần hồn để thử. Lúc này hắn vỗ trán, huy động sức mạnh thần hồn vào mảnh giấy. Sau đó liền xảy ra biến hóa kỳ diệu. Khi hắn rót sức mạnh thần hồn vào, trên mảnh giấy lập tức xuất hiện những ký hiệu phù văn màu vàng như muối, Dương Bách Xuyên chưa từng nhìn thấy loại phù văn này trước đây. Trông rất bí ẩn, mà mặt sau lại xuất hiện một hoa văn hình trường, ở giữa có hình hai nhạc cụ, xung quanh có 6 vòng trong nhỏ, trong đó có 5 vòng tròn sẫm màu, chỉ có một vòng tròn ở giữa là có quầng sáng vàng rực. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, hỏi Hắc Liên. Hắc Liên có biết những phù văn và hoa văn này không? Dương Bách Xuyên nghĩ Hắc Liên đã có từ thời Hồng Hoang, có lẽ sẽ biết mấy thứ cổ xưa. Không biết, bây giờ thần hồn của ta còn kém xa kiếp trước, ký ức khôi phục được đều là vụn vặt, không nhận ra. Hắc Liên trả lời. Dương Bách Xuyên hơi thất vọng. Lúc này nghe con ló đầu ra nói, chủ nhân, hình như là đồ của U Minh giới. Dương Bách Xuyên nghe vậy chấn kinh, nhìn nghe con bằng đôi mắt rực lửa. Tới Hắc Liên cũng không nhận ra ký tự trên tờ giấy, không ngờ nghe con mới nhìn sơ lại biết được ngay nó đến từ U Minh giới. Tin tức này khiến cõi lòng Dương Bách Xuyên dậy sóng. Với hắn mà nói, U Minh giới tương đương với Liễu Linh Linh. Năm ấy, lúc độ đại thiên kiếp, vì muốn phá được tâm ma kiếp, hắn đã đánh mất ký ức về Liễu Linh Linh, cũng có thể là cưỡng chế xóa bỏ Liễu Linh Linh ra khỏi đầu. Cũng vì vậy mà sau này, trái tim của hắn lúc nào cũng đau âm ỉ.
cứ có cảm giác hình như bản thân đã quên mất chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Muốn vượt qua tâm ma kiếp thì phải phá kiếm, thế nên hắn không còn cách nào ngoài diệt trừ Liễu Linh Linh do tâm ma hóa thành, nhưng cũng vì vậy mà lại bị động quên đi Liễu Linh Linh. Có điều tuy ký ức về Liễu Linh Linh biến mất, nhưng cảm xúc trong tim sẽ không lừa hắn. Dương Bách Xuyên vẫn luôn cảm nhận được sự đau khổ tột cùng và không cam tâm trong lòng, thế nên đã đi tìm ông cụ hỏi cho ra lẽ, cuối cùng ông cụ vẫn nói cho hắn biết toàn bộ mọi chuyện về Liễu Linh Linh. Cũng vì vậy mà Dương Bách Xuyên vẫn luôn nhớ thương Liễu Linh Linh, cho rằng nàng đang ở U Minh Giới. Suy cho cùng, tâm ma kiếp là một kiếp nạn rất khó vượt qua, chỉ cần tâm trí kiên cường, một khi tu vi thăng tiến, cuối cùng sẽ có ngày nhớ lại mọi chuyện, huống hồ chi còn có lời nhắc nhở của ông cụ. Đạo tâm mới là nền tảng. Nếu muốn thật sự quên Liễu Linh Linh, trừ khi đạo tâm của hắn vỡ nát hoàn toàn. Có lần, Dương Bách Xuyên từng tới tìm ông cụ xác nhận một điều, rằng trên đời nhất định có U Minh Giới, bởi vì lục đạo là có tồn tại thật, mà dựa theo lời giảng của ông cụ thì lục đạo chính là lục giới, còn U Minh Giới là một trong lục giới. Có điều, muốn vào được U Minh Giới không phải chuyện dễ. Không hẳn là không có cách, mà phải cần tới sức mạnh lục đạo thì mới vào được. Còn sức mạnh lục đạo là gì thì ngay cả ông cụ cũng không biết. Dương Bách Xuyên tin chắc trên đời có sự hiện diện của U Minh Giới, giờ lại tìm được một tờ giấy từ người thánh chủ U Linh, chính miệng nghe con cũng khẳng định đó là thứ tới từ U Minh Giới, thử hỏi sao Dương Bách Xuyên lại không kích động chứ? Có thứ thuộc về U Minh Giới, tức U Minh Giới chắc chắn tồn tại, mà nếu U Minh Giới có tồn tại, vậy hắn có thể tìm thấy Liễu Linh Linh. Hắn đã thề không cần biết mái tóc bạc của Liễu Linh Linh đã biến đen hay chưa, hiện tại cũng vậy, dù có là núi đao biển lửa, có phải lên trời xuống đất, chỉ cần trên đời này có U Minh Giới, hắn nhất định sẽ xông vào U Minh Giới tìm kiếm Liễu Linh Linh, chỉ cần hắn chưa chết, chỉ cần trời không sập, đất không nứt, lời thề này sẽ không thay đổi. Thế nên với hắn mà nói, câu nói này của nghé con chẳng khác nào một quả bom. Hắn vội quay sang nhìn nghé con bằng ánh mắt nóng chảy, sốt ruột hỏi. Nội dung ghi trong tờ giấy là gì? A, chủ nhân, ta, vào ngay thời khắc quan trọng, đối diện với ánh mắt lửa cháy của Dương Bách Xuyên, nghé con bỗng lắp bắp nói không ra hơi. Ta cái gì mà ta, nội dung bên trên là gì, nói nhanh, Dương Bách Xuyên vì quá sốt ruột, thẳng tay tát cái bốp vào đầu nghé con. Ta, chủ nhân, ta không biết, nghé con sắp khóc đến nơi rồi, đặc biệt là khi nhìn thấy lửa giận hừng hực trong mắt cùng với biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống người. À không, là nuốt sống trâu của tên họ Dương nào đó. Dương Bách Xuyên suýt chết sặc vì câu trả lời của nghé con, đờ ra cả nửa ngày cũng không biết đáp lại thế nào. Lát sau, hắn giơ nắm đấm lên, đánh tới tấp vào người nghé con. Bốp bốp bốp, hu hu hu, không biết mà còn dám khẳng định là đến từ U Minh Giới. Chuyện này mà cũng dám mang ra đùa hả, hả, bốp chát, hoa hoa hoa. Nghe con đáng thương chỉ có thể há miệng gào khóc thảm thiết, mặc cho tên họ Dương nào đó đang lên cơn tay đấm chân đá với mình. Tầm hơn 10 phút sau, hắn cuối cùng cũng chịu dừng tay, miệng thở phì phò. Tất nhiên hắn không hề có ý định đánh chết nghe con, chỉ đơn giản là muốn phát tiết một trận thôi. Lý do là vì với hắn mà nói, U Minh Giới tương đương với Liễu Linh Linh, mà trong lòng hắn, nàng lại chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Hắn không chấp nhận nổi nửa câu đùa giỡn. Hắn cứ tưởng nghé con nói vậy là muốn đùa với hắn, nên mới ra tay đánh người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghé con cảm thấy mình bị oan, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn để tên họ Dương đánh một trận, không dám cãi, càng không dám đánh lại. Thật quá uất ức mà. Các đại yêu và nhóm khoáng tùy phong xung quanh đã giải quyết xong kẻ thù từ lâu, vừa quay về tính báo cáo kết quả thì lại thấy cảnh tên họ Dương nổi điên đánh nghé con tơi bời. Đường đường là thần thú kỳ lân mà lại bị hắn đánh không dám ngóc đầu dậy, nhưng đám đại yêu và nhóm khoáng tùy phong lại đứng im nhìn, không lên tiếng. Đương nhiên họ có nghe thấy nguyên nhân hắn tẩn nghé con một trận tơi bời là vì mãi không dịch được nội dung ghi trên tờ giấy. Những ký tự ghi trên tờ giấy kia, thú thật họ cũng không biết, thế nên lúc này, ai cũng tự giác tránh xa tên họ Dương và nghé con, sợ hắn vô tình quay sang hỏi, họ lại không trả lời được, cuối cùng cũng bị hắn kéo vào đánh chung. Cả đám chỉ có thể nhìn nghé con với ánh mắt đồng tình. Không biết còn dám bảo là từ U Minh Giới. Dám trêu chọc bản chủ nhân, lá gan của ngươi cũng lớn thật đó. Tên họ Dương vừa thở hổn hển, vừa quát lớn vào mặt nghé con.
trông nghé con lúc này có vẻ uất ức lắm, sợ sệt nhìn tên họ Dương, khẽ bật khóc nức nở nói, chủ nhân ơi, tuy chấm tuy ta không biết những ký tự ghi trên giấy có nghĩa gì, nhưng khi nhìn thấy chúng, tiềm thức đã báo cho ta biết chúng thật sự đến từ tu chân giới, đó là bản năng được truyền thừa qua huyết mạch của ta, còn nội dung ghi bên trên là gì ta thật sự không biết, sao có thể trách ta được. Tương lại ta tiến hóa lần nữa, nhận được nhiều ký ức truyền thừa từ huyết mạch hơn, thì mới có thể hiểu được ý nghĩa của những ký tự đó. Nghe nghé con giải thích như vậy, tên họ Dương đang thở hồng hộc có hơi ngạc nhiên. Nhờ ban nãy đánh nghé con một trận mà cảm giác bức bối trong lòng hắn đã tiêu tan, giờ lại thấy hơi áy náy, vì những lời nghé con nói cũng rất hợp tình hợp lý. Nghé con người ta là thần thú kỳ lân, tuy giờ vẫn còn trong giai đoạn con non, chưa có trưởng thành, nhưng thần thú kỳ lân là vua thần thú của thế gian, huyết mạch truyền thừa cực kỳ cường đại, cũng vô cùng dài lâu, chưa biết chừng ban đầu, tổ tiên của kỳ lân từng đứng ngang hàng với thiên địa, nên có biết vài bí văn cũng chẳng có gì lạ. Với cả, hiện tại nghé con chỉ là một kỳ lân con chưa trưởng thành, từ thần thông, thiên phú, ký ức truyền thừa, đều tới từ mỗi lần huyết mạch trưởng thành. Truyền thừa của thần thú vô cùng độc đáo, thần bí và mạnh mẽ, thần thú càng mạnh, truyền thừa sẽ càng cường đại và dài lâu và thường sẽ xuất hiện từng bước theo sự trưởng thành của huyết mạch. Nghé con nhìn thấy tờ giấy trong tay hắn, bản năng tiềm thức nói cho nó biết thứ đó, chuyện này hẳn không sai, thế nên có không biết ý nghĩa của các ký tự ghi bên trên cũng là bình thường. Thế mà tên họ Dương nào đó còn đánh nghé con người ta tơi bời. Nghĩ đến đây, mặt hắn đỏ bừng lên vì xấu hổ, hắn quay qua nói với nghé con. Ngươi phải nói sớm một chút chứ. Trên mặt nghé con để lộ biểu cảm uất ức, chủ nhân cũng đâu cho ta cơ hội giải thích, ta còn chưa kịp nói gì thì ngài đã nổi trận lôi đình rồi. À thì, mặt mà hắn đỏ bừng, không biết phản bác lại thế nào. Hình như, là vậy thật. Đúng là hắn không hề cho nghé con cơ hội giải thích đã xông tới đập người ta một trận. Nhưng hiện tại hắn đang đứng trước mặt biết bao thuộc hạ, sao có thể nhận sai, chỉ đành ho khan hai tiếng, sừng sộ nói, ý của ngươi là chủ nhân sai. Theo quán tính, nghé con tính nói vốn là lỗi của ngài, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy tên họ Dương nào đó híp mắt nhìn mình thì sợ đến rụt cả cổ, vội phủ nhận, không phải thế, chủ nhân nói đúng, là do ta không giải thích rõ ràng từ đầu. Hắn kéo dài giọng, một tiếng, vô cùng hài lòng với biểu hiện của nghé con. Rồi lại vội vàng hỏi, giờ ta hỏi ngươi, ngươi có chắc ký tự ghi tên tờ giấy là bắt nguồn từ U Minh giới thật không? Trả lời nghiêm túc vào, có gì nói nấy, chuyện này quan trọng với chủ nhân lắm đấy. Ta chắc chắn, tri thức của ta là do tộc Kỳ Lân truyền lại, tuyệt đối không sai, thứ này thật sự thuộc về U Minh giới. Nghé con nghiêm giọng đáp. Dương Bách Xuyên thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xác định được trên đời này quả thật có U Minh giới. Tuy tạm thời nghé con không giải nghĩa được nội dung của tờ giấy, nhưng không đồng nghĩa với việc tương lai cũng vậy. Sau đó, Dương Bách Xuyên lại hỏi, mất bao lâu thì ngươi mới biết được ý nghĩa của các ký tự ghi trong đây, với cả ngươi còn biết gì về U Minh giới nữa không? Bẩm chủ nhân, có lẽ phải chờ sau khi ta trưởng thành mới đọc hiểu được nó, truyền thừa của tộc ta chỉ bộc phát hoàn toàn ra khỏi huyết mạch sau khi thành niên mà thôi, nghé con thành thật trả lời. Nghe tới đây, Dương Bách Xuyên có hơi thất vọng, nhưng cũng hiểu được. Tóm lại, những lời nghé con nói hôm nay đã thắp lên ngọn lửa hy vọng trong hắn. Sau một hồi trầm tư, hắn nói, sau khi trở về phải cố gắng tu luyện, mau chóng trưởng thành, ta sẽ cho ngươi tài nguyên tốt nhất, không được lười biếng, biết chưa? Nghé con lập tức mừng như mở cờ, vội gật đầu lia lịa. Thật ra, nó rất hâm mộ Điêu Nhi có thể xem đan dược như đồ ăn vặt mà ăn mỗi ngày, nếu nó cũng có đan dược, tất nhiên sẽ nhanh chóng trưởng thành rồi. Quan trọng nhất là đan dược ăn cực kỳ ngon. Hắn kiểm tra tờ giấy lần nữa, rồi mới cẩn thận cất đi, xong xuôi mới quay sang nhóm Khổng Tước, nói, sau khi tới sau núi, chỉ cần tìm thấy cứ điểm của tổ chức sát thủ, bất kể bên trong có sát thủ U Linh không thì cũng hủy diệt hết cho ta. Sau khi Dương Bách Xuyên ra lệnh, các đại yêu chậm chậm cất bước, vòng ra phía sau núi U Linh Chi Đô. Hắn không đi theo, mà đứng im tại chỗ chờ. Chỉ lát sau, tiếng chém giết và nổ tung vang lên, hắn cho rằng sát thủ U Linh đã đánh mất sát thủ vương sẽ chẳng dấy lên nổi phong ba bão táp gì, chỉ cần Khổng Tước, Khoáng Thủy Phong và hơn 300 người cấp phi thăng cảnh là đủ để dẹp loạn rồi. Chẳng bao lâu, không còn bất cứ âm thanh nào truyền tới nữa, điều này chứng tỏ cuộc chiến đã kết thúc,
tức là hiện tại, U Linh Chi Đô và tổ chức sát thủ U Linh đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Dương Bách Xuyên phất tay ra hiệu các yêu binh đại thừa quét dọn chiến trường, một thánh địa lớn như U Linh Chi Đô đương nhiên sẽ có rất nhiều thứ tốt, sao có thể buông tha được. Đồ vật cướp được đều sẽ trở thành tài nguyên tu luyện của đệ tử Vân Môn Tiên Cảnh. Tổn thất mấy trăm yêu tu thủ hại mới giải quyết xong ân oán với U Linh Chi Đô, Dương Bách Xuyên thật sự khá đau lòng. Trận chiến U Linh Chi Đô này tuy lợi nhiều nhưng thiệt hại cũng rất nghiêm trọng, lúc Tử Hoàng dẫn thủ hạ đi cứu viện Lưu Thích Kỳ và em gái Dương San San đã bị đám người sát thủ Vương giết sạch. Vậy nên khi thấy mấy chục vạn đệ tử của U Linh Chi Đô bị diệt, Dương Bách Xuyên không mềm lòng nữa. Điều lo lắng duy nhất là đại ma đầu Vu Minh Tuyền đã bỏ trốn, việc này xem như để lại một tai họa ngầm về sau. Hắn vẫn phải chuyên tâm tu luyện tăng thực lực như cũ, đề phòng ma tộc trả thù. Trong lúc chờ đợi đám Khổng Tước Vương và Khoáng Tùy Phong trở về, ánh mắt Dương Bách Xuyên dừng lại trên cánh tay đứt phía xa, là tay của đại ma đầu Vu Minh Tuyền bị hắn chém đứt lúc trước. Đương nhiên chính xác hơn là tay của Thánh tử U Linh, không biết đại ma đầu Vu Minh Tuyền dùng phương pháp gì mà đã đoạt xá của Thánh tử U Linh. Mặc kệ nguyên nhân sâu xa là gì thì việc U Linh Chi Đô có dính dáng tới ma tộc là sự thật, hắn chém giết Thánh chủ U Linh, hủy diệt toàn bộ U Linh Chi Đô không hề sai. Từ đủ loại dấu hiệu lúc trước, lão bất tử thánh chủ U Linh biết chuyện đại ma đầu Vu Minh Tuyền đoạt xá thánh tử U Linh nhưng lại không hề báo tin cho Thông Thiên Cung và các thánh địa khác cùng nhau thảo phạt ma đầu. Chỉ vì lý do này, Dương Bách Xuyên cho rằng mình diệt U Linh Chi Đô không oan. Hắn nhớ rõ lúc đại ma đầu Vu Minh Tuyền quát thánh chủ U Linh có nói thánh tử U Linh sở hữu thân thể trí âm nên gã mới lựa chọn đối phương để đoạt xá. Có thể thấy được, thánh tử, thánh nữ của mấy đại thánh địa đều không đơn giản. Thánh tử U Linh bị đại ma đầu Vu Minh Tuyền xem trọng vì thân thể trí âm đã được xem như khó lường rồi, vậy các thánh địa khác thì sao? Nghĩ đến vấn đề này, Dương Bách Xuyên sực nhớ tới, hình như thánh tử và thánh nữ của các thánh địa khác chưa từng xuất hiện, kể cả thánh địa Vạn Linh hắn diệt năm đó, không hề nhìn thấy sự tồn tại của hai vị này. Vốn dĩ hắn không thèm để ý, cho rằng chỉ là một cái danh hào mà thôi. Hiện tại biết được thánh tử U Linh sở hữu thân thể trí âm, tương đương với việc thánh tử và thánh nữ của các thánh địa khác cũng sẽ không đơn giản. Tuy vậy, Dương Bách Xuyên không có nhiều hiểu biết về mấy việc này lắm nên đành chôn trong lòng, khi nào quay về hỏi Thông Thiên Cung hoặc Trường Sinh Điện sau, tránh cho lại chọc phải rắc rối lớn. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên bỗng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi tiến vào hậu viện U Linh Chi Đô. Hắn cảm nhận được có mấy khí tức vô cùng cường đại xuất hiện. Không nhiều không ít, bảy luồng khí tức hùng mạnh, kèm theo đó là bảy cột sáng. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là người quen. Sau khi mấy cột sáng tiêu tán, cầm đầu chính là cung chủ Thông Thiên Cung Siêu Tiên, sau đó là sáu đại thánh chủ của Trường Sinh Điện, Hoàng Triều Hiên Viên, Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Sơn Trang Bách Luyện và Thánh Địa Đao Trùng. Dương Bách Xuyên không hề ngạc nhiên khi thấy bảy đại thánh chủ, thứ hắn vừa diệt là một thánh địa đấy. Mấy thánh chủ này không phát mới là kỳ quái. Hơn nữa lần trước cung chủ Thông Thiên Cung Diệu Tiên còn cho hắn một khối lệnh bài có thể đi vào thánh cảnh, luyện hóa nó xong thì Dương Bách Xuyên phát hiện bên trong có hơi thở truy tung nhưng không để ý mấy. Giờ nghĩ lại bảy đại thánh chủ có thể tới thánh địa U Linh nhanh như vậy chắc chắn là vì phát hiện hắn tấn công U Linh Chi Đô thông qua tấm lệnh bài thánh cảnh này. Dương Bách Xuyên, người thật to gan, thánh chủ Thần Phù Linh Tông vừa xuất hiện đã quát Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó là giọng nói âm u của thánh chủ Thiên Kiếm Sơn, hủy diệt thánh địa bảo hộ tu chân giới, Dương Bách Xuyên người đáng chết. Đúng vậy, lần trước chúng ta đã tu sĩ của các đại thánh địa gánh vác trách nhiệm chèn ép ma tộc, là định hải thần châm ổn định tu chân giới, người không liên hợp thì thôi còn hủy diệt thánh địa U Linh, thế có khác gì ma tộc. Thánh chủ Sơn Trang Bách Luyện cũng lên tiếng, vừa mở miệng đã chụp mũ cấu kết với ma tộc lên đầu Dương Bách Xuyên. Đây chẳng phải là ba đại thánh chủ từng kết thù oán với hắn đấy à? Chẳng qua đứng ở góc độ của bọn họ mà nói quả thật nên công kích Dương Bách Xuyên, và mặt cung chủ Thông Thiên Cung, lần này bọn họ có cảm giác đã bắt quả tang nhân chứng lẫn vật chứng. Cả ba đánh đòn phủ đầu trước, hiện trường thi cốt chồng chất như núi, sự thật bày ra đó, Dương Bách Xuyên này còn khủng bố hơn cả ma đầu còn đáng giận, ba người chỉ trích hắn xong thì nhìn sang cung chủ Thông Thiên Cung Diệu Tiên. Bởi vì mọi người đều biết có một vị tán tiên tứ chuyển tỏa chấn ở Thông Thiên Cung, đây là sự tồn tại có thể so với tiên nhân đấy, nếu họ cũng ra tay, Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ xong đời.
Tam đại thánh chủ ước gì Dương Bách Xuyên toi mạng ngay tại đây. Trước kia là tứ đại trận doanh đắc tội Dương Bách Xuyên, hiện giờ U Linh Chi Đô đã bị diệt, thiếu mất một đồng minh, khiến trong lòng ba bên còn lại vô cùng bất an, nếu còn mặc kệ Dương Bách Xuyên, nói không chừng kẻ bị diệt tiếp theo chính là bọn họ. Vậy nên cả đám nhìn về phía cung chủ thông tiên cung Diệu Tiên với khí thế hôm nay Diệu Tiên mà phủi tay mặc kệ thì sau này đừng hòng làm thủ lĩnh các đại thánh chủ nữa, tu chân giới có lâm vào đại loạn cũng không trách được người khác. Giờ phút này vẻ mặt của Diệu Tiên cũng âm u khó nhìn, Dương Bách Xuyên hiểu lý do, thông tiên cung là thánh địa đứng đầu, lần trước gặp mặt nàng ta còn dẫn đầu thừa nhận địa vị thánh địa của Vân Môn Tiên Cảnh, ban lệnh bài tới thánh cảnh, đồng thời cũng nói với Dương Bách Xuyên chi tiết việc gia nhập liên minh thánh địa. Nhất định phải đoàn kết, chung tay giữ gìn trật tự của tu chân giới, sau đó mới là hưởng thụ tài nguyên mà các tông môn tu chân bên dưới dâng lên. Lúc ấy Dương Bách Xuyên cũng đồng ý rồi, còn tống tiền tứ đại thánh chủ U Linh Chi Đô, thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn và Sơn Trang Bách Luyện mỗi vị 40 vạn linh thạch, trước mặt Diệt Tiên hứa hẹn sẽ không so đo nữa, xóa bỏ hết tất cả những ân oán trước kia. Nhưng hiện tại hắn đảo mắt đã hủy diệt U Linh Chi Đô, là người đứng đầu trong liên minh thánh địa. Trong lòng Diệu Tiên quả thật không thoải mái, hơn nữa giọng điệu của Tam Đại Thánh Chủ thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn và Sơn Trang Bách Luyện cũng khá lấn lướt, nàng ta rất khó xử. Về phần Trường Sinh Điện, Hoàng Triều Hiên Viên và Thánh Địa Đao Trùng, ba nhà này chưa nói gì. Diệu Tiên bước tới nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói, Dương Thánh Chủ, ta hy vọng có thể nghe được một lời giải thích hợp lý. Dương Bách Xuyên lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Đang định mở miệng thì bị Thánh Chủ Thiên Kiếm Sơn cướp lời, Diệu Tiên sư tỷ, nói với hắn làm cái gì, bậc này khác gì ma đầu chứ, chúng ta mau liên thủ chém giết hắn ngay lập tức, trừ hại cho tu chân giới. Đúng vậy, im im tiêu diệt một thánh địa, quả là lợi hại, mới có bao lâu đâu mà hai đại thánh địa đã tan nát trong tay hắn rồi, nếu không diệt trừ hắn, không chừng tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta, giết hắn là trừ hại. Thánh Chủ Sơn Trang Bách Luyện khoa trương nói. Ngay sau đó là Thánh Chủ thần Phù Linh Tông, bản tôn thấy Dương Bách Xuyên này đã nhập ma rồi, đám đệ tử Vân Môn Tiên Cảnh cũng chỉ là xúc sinh, vốn không xứng với danh hào thánh địa, toàn là yêu tu, lịch sử tu chân giới cho thấy từng có vô số lần yêu tộc tàn hại nhân tộc thảm thiết, Vân Môn Tiên Cảnh chó má gì, chỉ là một ma đầu dẫn dắt đám xúc sinh làm hại tu chân giới mà thôi, theo lý nên chém giết. Nghe bản thân qua miệng ba lão bất tử đã biến thành ma đầu tội ác tày trời không thể không trừ. Lửa giận trong lòng Dương Bách Xuyên giấy lên hừng hực, hắn tức đến mức bật cười. Đặc biệt là khi nghe Thánh Chủ thần Phù Linh Tông gọi chúng đại yêu dưới trướng mình là xúc sinh, Dương Bách Xuyên lập tức bùng nổ khí thế, tóc tai không gió tự bay, sát ý phóng ra ngùn ngụt. Hắn nhìn chằm chằm Thánh Chủ thần Phù Linh Tông, gằn từng chữ, lão bất tử, tìm chết. Ầm ầm ầm. Giờ phút này, nơi xa xuất hiện từng luồng khí tức cường đại. Đám cao thủ phi thăng cảnh gồm Khổng Tước Vương, Chuột Vương, Thanh Ngưu, Khoáng Tùy Phong và Lôi Lão Hổ xử lý xong sát thủ U Linh đã kéo tới đây rồi, cách thật xa nhưng Khổng Tước Vương vẫn nghe thấy Thánh Chủ thần Phù Linh Tông mắng yêu tộc các nàng là xúc sinh. Ngay tức khắc, cả bọn phóng xuất yêu khí cường đại quanh Dương Bách Xuyên, cộng thêm sát khí của hắn trùm lên bảy đại thánh chủ trên người như một cái lồng giam. Trong mắt chúng đại yêu dưới trướng Dương Bách Xuyên, chỉ có hắn mới xứng là thánh chủ. Những người khác bao gồm cung chủ thông tiên cung Diệu Tiên đều không tính là gì. Yêu tộc cuồng ngạo tiêu sái, vốn không toan tính mưu mô, thích bày tỏ trực tiếp, bọn họ chỉ đối xử ôn hòa với mỗi Dương Bách Xuyên, về phần người ngoài, yêu tộc có sợ ai bao giờ. Gần 300 tu giả phi thăng cảnh, có yêu tộc lẫn nhân tộc, không một kẻ yếu đứng phía sau Dương Bách Xuyên, ôm khí thế chỉ cần hắn ra lệnh một câu là bọn họ lập tức xé xác bảy đại thánh chủ thành mảnh nhỏ. Lúc này, đừng nói ba thánh chủ chửi mắng Dương Bách Xuyên đều sợ hãi, ngay cả cung chủ thông tiên cung Diệu Tiên cũng đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Mặc dù bọn họ là thánh chủ, nhưng tu vi cũng chỉ là phi thăng cảnh đỉnh phong mà thôi. Mạnh hơn phi thăng cảnh trong cùng cảnh giới, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, suy cho cùng bọn họ không phải tiên nhân. Đối mặt với hơn 300 người đại yêu và tu sĩ phi thăng cảnh, cho dù có hàng trăm thánh chủ thì bọn họ cũng cảm thấy không thể chống đỡ được sự tấn công của nhiều cao thủ như vậy. Nhất là thánh chủ của thần Phù Linh Tông bị Dương Bách Xuyên nhìn đăm đăm, ông ta bất giác rời mắt, tim thoáng run lên. Không biết vì sao ông ta lại cảm thấy Dương Bách Xuyên thật sự có thể giết mình, lúc này có hơi sợ hãi. Diệu Tiên nhận thấy không ổn, vội vàng cất lời, Dương sư đệ, có chuyện gì thì từ từ nói.
ta biết ngươi không phải người lỗ mãng, tại sao lại giết thánh chủ U Linh? Chỉ cần ngươi đưa ra một lời giải thích, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Đúng, ta tin tưởng thái độ làm người của sư thúc, nhất định là U Linh Chi Đô không đúng. Đại đệ tử Vân Trường Sinh Điện chủ Trường Sinh Điện mới nhậm chức tất nhiên gọi Dương Bách Xuyên là sư thúc. Ta cũng tin tưởng Dương Đạo Hữu không phải người lỗ mãng. Hiên Viên Hoàng đế lên tiếng bày tỏ thái độ. Ở đây có ma khí dày đặc, xem ra sự việc không đơn giản. Chúng ta vẫn nên nghe xem Dương Đạo Hữu nói thế nào. Thánh chủ của Thánh Địa Đao Chủng cũng mở lời. Tất cả bọn họ đều giật mình kinh hãi. Đối mặt với Dương Bách Xuyên và hơn 300 đại yêu phía sau hắn thật sự rất đáng sợ. Ngay cả Diệu Tiên cũng bủn rủn. Ban đầu nàng ta gọi Dương Bách Xuyên là Dương Thánh Chủ, bây giờ đổi thành Dương Sư Đệ, bắt đầu đánh bài tình cảm. Không còn cách nào khác, hiện tại tên họ Dương nào đó quá mạnh, chưa kể hơn 1 vạn đại yêu cấp bậc đại thừa xung quanh, chỉ riêng hơn 300 đại yêu cấp bậc phi thăng cảnh, 7 thánh chủ bọn họ cộng lại cũng không chống đỡ nổi. Đương nhiên đây là trong tình huống bình thường, đến khi thật sự cấp bách, Thông Thiên Cung còn có lão tổ tứ chuyển chấn giữ, những thánh địa khác cũng có thể liên lạc với đảo Tán Tiên, nhưng người của đảo Tán Tiên ra ngoài một lần là chuyện vô cùng khó khăn. Ngoài ra còn có gia tộc mang huyết mạch thần thú ở tiểu yêu giới. Vào lúc tu chân giới thật sự gặp nguy nan, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Tuy nhiên trước mắt vẫn chưa đến mức ấy, muốn trách thì phải trách 3 thánh chủ Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Linh Tông và Bách Luyện Sơn Trang mỏ hỗn, chọc giận Dương Bách Xuyên. Cung chủ Thông Thiên Cung Diệu Tiên là người đứng đầu thánh địa, lúc này nhất định phải ra mặt dàn xếp, nàng ta là người không muốn giữa các thánh địa xảy ra nội loạn nhất. Dương Bách Xuyên nghe được Diệu Tiên nói xong, nghĩ tới tiểu sư tỷ tử Hà mình chưa từng gặp mặt là cung chủ Thông Thiên Cung đời trước, mà Diệu Tiên cũng từng giúp hắn. Hắn hít sâu một hơi, tạm thời nhẫn nhịn, dù thế nào cũng phải nể mặt Diệu Tiên. Hoàng Triều Hiên Viên, Thánh Địa Đao Chủng và Trường Sinh Điện có quan hệ sâu sắc nhất. Dương Bách Xuyên nhìn mấy người Diệu Tiên, trầm giọng nói, tất nhiên Dương Bách Xuyên ta không vô duyên vô cớ tiêu diệt U Linh Chi Đô. Đầu tiên, U Linh Chi Đô giết muội muội và muội phu của ta, đả thương linh sủng của ta, sai sát thủ vương của tổ chức sát thủ U Linh đích thân ra tay, dẫn theo 20 cao thủ cấp bậc phi thăng cảnh đuổi giết 2 tu sĩ nhỏ. Ta ra tay báo thù là lẽ hiển nhiên. Ngoài ra, tổ chức sát thủ U Linh tiếng xấu đầy mình chính là thế lực của U Linh Chi Đô, sao huyệt nằm ngay ở U Linh Chi Đô, vừa mới bị thuộc hạ của ta tiêu diệt hoàn toàn. Ta có thể cho các ngươi xem chứng cứ. Dương Bách Xuyên ghi hình lại tất cả vào đá ảnh tượng chính là để ứng phó với mấy thánh địa lớn, hắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Dương Bách Xuyên vung tay lên, đá ảnh tượng xuất hiện, chiếu ra hình ảnh sát thủ vương dẫn người bao vây tấn công tử hoàng. Hình ảnh vẫn tiếp tục. Dương Bách Xuyên nói tiếp. Quan trọng hơn cả là U Linh Chi Đô thông đồng với ma tộc. Câu nói này khiến 7 thánh chủ bao gồm cả Diệu Tiên đều thót tim. Dương Bách Xuyên vung tay lên, cánh tay của ma đầu Vu Minh Tuyền bị hắn chặt đứt lập tức bay tới trước mặt 7 thánh chủ Diệu Tiên. Đây là chứng cứ tốt nhất. Còn lại thì không cần phải giải thích nữa, các ngươi tự xem đá ảnh tượng đi. Nói xong Dương Bách Xuyên cũng xem đá ảnh tượng. Nửa canh giờ sau, 7 thánh chủ đã xem xong. Quả nhiên U Linh Chi Đô dính líu tới ma tộc, còn là đại ma đầu Vu Minh Tuyền. Đường đường là thánh tử U Linh mà lại bị đại ma đầu Vu Minh Tuyền đoạt xá thành ma. Hình ảnh trong đá ảnh tượng cho thấy rõ ràng là thánh chủ U Linh biết nhưng không báo cho mấy thánh địa lớn khác tin tức ma đầu xuất hiện, hiển nhiên là cấu kết với ma tộc. Như vậy, Dương Bách Xuyên chẳng những không có tội, mà trái lại còn có công dẹp ma. Diệu Tiên sững sờ. 3 thánh chủ của Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang cảm thấy mặt nóng rát, sưng vù lên rồi. Diệu Tiên trợn mắt chừng 3 người. Chẳng phải 3 người các ngươi nói Dương Bách Xuyên là ma đầu sao? Xem đá ảnh tượng, chẳng những người ta không phải ma mà còn trừ ma vệ đạo đấy. U Linh Chi Đô cấu kết với ma tộc, trừng phạt đúng tội. Lúc này kẻ nào muốn đứng ra nói giúp U Linh Chi Đô, bất bình thay U Linh Chi Đô, thì kẻ đó là đồng bọn cấu kết với ma tộc. Ai dám nhận mình là kẻ cấu kết với ma tộc chứ? Đừng thấy tu chân giới không có cường giả mà nhầm, đó chỉ là biểu hiện giả thôi. Bề nổi là Thông Thiên Cung dẫn đầu mấy thánh địa lớn tra xét dấu vết của ma tộc, nếu có ma tộc xuất hiện thì phải trấn áp. Đương nhiên chuyện thánh địa có thể giải quyết thì để cho thánh địa giải quyết, khi thật sự xảy ra đại loạn thì ràng buộc trên đảo Tán Tiên sẽ buông lỏng,
gia tộc mang huyết mạch thần thú bán yêu nhân ở tiểu yêu giới cũng sẽ xuất sơn, chung tay trấn áp. Mấy thánh chủ đều biết những điều này. Lúc này, ba thánh chủ chụp mũ cho Dương Bách Xuyên đều không dám ho he gì. Đùa à, ai dám lên tiếng chứ? U Linh Chi Đô thông đồng với ma tộc là sự thật, thông tiên cung nhất định sẽ báo cho đảo tán tiên và tiểu yêu giới. Ba thánh địa bọn họ không dám dính dáng gì đến U Linh Chi Đô nữa, nếu không đến lúc các cường giả của đảo tán tiên và tiểu yêu giới xuất hiện, bọn họ sẽ không gánh nổi hậu quả. Bầu không khí tĩnh lặng như tờ, mãi lâu sau Diệu Tiên ngượng ngùng nói, Dương Sư Đệ, vậy là U Linh Chi Đô bị trừng phạt đúng tội. Có điều lần sau nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, mong Dương Sư Đệ thông báo cho thông tiên cung ta một tiếng. Lần này may mà Dương Sư Đệ có thực lực bất phàm, đánh lui đại ma đầu. Nhưng nếu chẳng may thì sao? Chẳng phải là Dương Sư Đệ sẽ chịu thiệt ư? Nền tảng của ma tộc không hề yếu hơn người tu chân chúng ta, không hề đơn giản. Nếu có chuyện lớn, chúng ta hợp tác cũng có thể giải quyết mà, người nói xem có đúng không? Dương Bách Xuyên vẫn phải nể mặt Diệu Tiên. Thông Tiên Cung là thánh địa đứng đầu, trước đây hắn đã đồng ý sẽ nghe theo thống lĩnh Thông Tiên Cung, nhưng lần này hắn lại trực tiếp tiêu diệt U Linh Chi Đô, quả thật có hiểm nghi không nể mặt Thông Tiên Cung. Khó trách Diệu Tiên xuất hiện với sắc mặt tối sầm. Về tình có thể tha thứ được. Hắn lập tức bày tỏ thái độ, lần này là ta lỗ mãng, sẽ không có lần sau, Diệu Tiên sư tỷ cứ yên tâm. Tên họ Dương nào đó không phải loại người cố chấp. Cuối cùng thì Diệu Tiên cũng thở phào. Nàng ta sợ nhất là tên họ Dương nào đó bướng bỉnh không nghe, đến lúc đó nếu xảy ra đại loạn thì cả tu chân giới sẽ gặp xui xẻo. Thấy hắn bày tỏ thái độ. Rốt cuộc Diệu Tiên cũng nở nụ cười, vậy thì tốt. Ta muốn mang cánh tay đứt của ma đầu này về Thông Tiên Cung giao cho lão tổ, để xem có thể tìm được tung tích của ma đầu hay không. Bây giờ xem ra ma tộc ở tu chân giới đã có dấu hiệu tỉnh lại sau hơn một vạn năm ngủ đông, đây không phải là điềm lành. Tất nhiên là được, Diệu Tiên sư tỷ cứ cầm đi. Cánh tay đứt của một ma đầu mà thôi, hắn chẳng có hứng thú cất giữ. Vậy thì Dương sư đệ tự thu xếp ổn thỏa đi. Sự việc hệ trọng, hơn nữa U Linh Chi Đô thông đồng với ma giới bị tiêu diệt, ta phải báo cho lão tổ biết. Xin phép đi trước. Dứt lời Diệu Tiên cũng nói với những người khác, các ngươi cũng mau về núi đi. Ma đầu có thể xâm nhập U Linh Chi Đô thì cũng có thể tới khu vực quản lý của các ngươi. Sau khi trở về hãy bắt đầu chuẩn bị tra xét tung tích của ma tộc. Chắc chắn là ma tộc sắp khôi phục, chúng ta nhất định phải bóp chết ma tộc từ trong nôi, nếu không tu chân giới sẽ đại loạn. Xin tuân theo lời dặn của Diệu Tiên sư tỷ. Các thánh chủ đồng thanh đáp lời. Diệu Tiên đang định đi thì Dương Bách Xuyên trầm trọng nói, khoan đã. Diệu Tiên căng thẳng, nàng ta sợ nhất là Dương Bách Xuyên gây sự với ba vị thánh chủ của Thiên Kiếm Sơn, Thần Phú Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang lúc nãy đã mắng hắn, cho nên dặn dò mọi người mau rời đi. Không ngờ Dương Bách Xuyên vẫn lên tiếng, nàng ta sợ mấy thánh chủ sẽ đánh nhau tại chỗ. Diệu Tiên nhức hết cả đầu. Cực kỳ bất lực với tên Dương Bách Xuyên khó chơi này. Nàng ta quay đầu lại, trong lòng biết rõ nhưng vẫn hỏi, Dương sư đệ còn có chuyện gì sao? Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn Diệu Tiên, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên gương mặt của Thánh chủ Thần Phù Linh Tông. Hắn nói, Diệu Tiên sư tỷ, ba lão già bọn họ còn nợ ta và các thuộc hạ của ta một lời xin lỗi. Dương sư đệ à, ma tộc xuất hiện, vào thời điểm nhạy cảm này có thể nể mặt ta, tạm thời bỏ qua chuyện ngày hôm nay không? Chờ khi nào tiêu diệt được đại ma đầu Vu Minh Tuyền rồi tính sau. Diệu Tiên dùng giọng điệu thương lượng. Dương Bách Xuyên cũng rất bất đắc dĩ khi đối mặt với Diệu Tiên. Vì có Diệu Tiên ở đây nên hắn mới không ra tay tại chỗ. Nhưng lúc này hắn trầm giọng nói. Diệu Tiên sư tỷ, không thể, có lẽ trong mắt các ngươi, những yêu tu dưới trướng ta đều là yêu, nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên ta, bọn họ là môn đồ đệ tử của Vân Môn Tiên Cảnh ta. Là đồng bào huynh đệ của Dương Bách Xuyên ta, là người thân vào sinh ra tử, cùng chung hoạn nạn. Không ai được phép sỉ nhục bọn họ. Chuyện khác ta có thể nể mặt mấy vị mà nhẫn nhịn, nhưng lão già kia của Thần Phù Linh Tông mắng thuộc hạ của ta là xúc sinh thì ta không nhịn được. Hôm nay lão già kia phải xin lỗi các đại yêu dưới trướng ta, nếu không Dương Bách Xuyên này xin thề cho dù phải đối địch với cả tu chân giới, ta cũng sẽ san bằng Thần Phù Linh Tông của ngươi, chém lão già ngươi thành vạn mảnh. Dương Bách Xuyên làm việc có nguyên tắc hành động riêng, có những chuyện hắn có thể nhượng bộ, nhưng có một số chuyện hắn thả tan xương nát thịt cũng không nhường bước.
Chưa nói đến tất cả yêu tu đều là nền tảng của vân môn tiên cảnh, trong đó Khổng Tước và Hỷ Thước còn là nữ nhân của hắn, sao có thể để cho người ta sỉ nhục. Hơn nữa, không ngoa khi nói rằng không có những đại yêu này thì sẽ không có vân môn tiên cảnh ngày nay. Yêu thì sao chứ? Yêu đã mở linh trí, có thể hóa hình, có thể tu tiên, cũng là sinh linh cấp cao. Cũng có tôn nghiêm của yêu. Huống hồ mấy kỷ nguyên về trước, ở thời kỳ hồng hoang yêu tộc còn là chúa tể của thế giới này. Những yêu khác thì hắn không quản được, nhưng các yêu tu đi theo Dương Bách Xuyên hắn thì không ai được phép sỉ nhục. Lúc này, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn chằm chằm Diệu Tiên và Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông, có ý một lời không hợp sẽ ra tay. Diệu Tiên có thể nhìn ra sự kiên quyết trong mắt Dương Bách Xuyên, thầm thở dài trong lòng. Nàng ta quay sang nhìn Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông, ý nói nàng ta đã cố gắng hết sức rồi, người ta yêu cầu xin lỗi thì ngươi xin lỗi đi, nếu không ngộ nhỡ đánh nhau thật thì nàng ta sẽ không nhúng tay. Trước sự cứng rắn của Dương Bách Xuyên, Diệu Tiên chỉ muốn làm người hòa giải, nhưng Dương Bách Xuyên không nể mặt nên nàng ta đành lùi về sau một bước. Tiếp đó, mấy người khác cũng lùi về sau, giữ khoảng cách với Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông. Trong đó có cả Thánh Chủ của Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang. Dương Bách Xuyên đã nói rất rõ ràng, chuyện khác hắn có thể nhẫn nhịn, chỉ riêng chuyện sỉ nhục đại yêu dưới trướng hắn là hắn không thể nhẫn nhịn. Hai lão già này thầm thấy may mắn vì ban đầu mình không sỉ nhục đại yêu dưới trướng Dương Bách Xuyên. Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông mở miệng mắng người ta là súc sinh. Đại yêu dưới trướng Dương Bách Xuyên là chủ lực của vân môn tiên cảnh, khó trách Dương Bách Xuyên nổi giận. Lúc này hai lão già của Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang sẽ không đứng cùng Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông, nếu không sẽ mất hết thể diện. Lúc riêng tư bọn họ là quan hệ đồng minh cùng có thù oán với Dương Bách Xuyên, nhưng ở thời điểm này thì bọn họ chỉ có thể sống chết mặc bay. Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông thấy mấy thánh chủ khác bao gồm cả thánh chủ của Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang đều cấp tốc tránh xa mình, ngoảnh đầu đi nhìn trời nhìn đất, ông ta lập tức giận dữ, thầm mắng trong lòng, lão già chết tiệt, đã bảo là kết bè cùng đối phó với Dương Bách Xuyên, vậy mà lúc mấu chốt các ngươi lại đối xử với ta như vậy. Được lắm, lão phu nhớ kỹ món nợ này. Trong lòng vô cùng căm hận, mà mặt cũng đỏ bừng vì bức bối, lần này Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông đã bị Dương Bách Xuyên dồn đến góc tường. Xin lỗi. Sao có thể đơn giản như vậy được? Ông ta đường đường là Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông mà lại xin lỗi một lũ yêu nghiệt súc sinh trước mặt các thánh chủ. Chuyện này truyền đi thì Thần Phù Linh Tông sẽ trở thành trò cười của cả tu chân giới. Điều này còn khó chịu hơn là giết ông ta. Nhưng nếu không xin lỗi, Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông không nắm chắc phần thắng khi đánh với Dương Bách Xuyên một trận. Điều quan trọng là một khi ra tay, ông ta dám khẳng định các đại yêu phía sau Dương Bách Xuyên sẽ tấn công tập thể, xé ông ta thành mảnh vụn. Nhất thời sắc mặt của Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông thoát xanh thoát trắng, thay đổi không ngừng. Đường đường là Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông, ông ta chưa từng uất nghẹn như vậy. Lúc này Dương Bách Xuyên tiến lên một bước, trầm giọng nói, lão già, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở, xin lỗi đi. Kiếm đồ long trong tay Dương Bách Xuyên sẵn sàng hành động. Thật ra hắn biết trong lòng Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông đang rối rắm điều gì. Đối với lão già này mà nói, bắt ông ta xin lỗi yêu tu còn khó chịu hơn là giết ông ta. Vì vậy, tên họ Dương nào đó cho rằng hôm nay Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông sẽ không xin lỗi. Nếu lão già này không xin lỗi thì cũng là chuyện tốt đối với hắn, vừa hay hắn có thể ra tay chém giết đối phương, cho dù không giết được thì cũng tặng ông ta một chiêu phá không kiếm, dạy cho ông ta một bài học nhớ đời. Đồng thời cảnh cáo hai thánh chủ của Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang. Theo lý thì Dương Bách Xuyên nên yêu cầu ba lão già chết tiệt đã mắng hắn lúc đầu cùng xin lỗi, nhưng nghĩ kỹ thì Diệu Tiên đang ở đây, hắn không tiện động vào cả ba người cùng một lúc. Mà hắn chỉ nhằm vào một mình lão già Thần Phù Linh Tông thì Diệu Tiên cũng không nói được gì. Tóm lại là hôm nay hắn chắc chắn sẽ xử lý Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Thấy Dương Bách Xuyên cứng rắn như vậy, Diệu Tiên ngập ngừng muốn nói lại thôi, lúc này có muốn lên tiếng cũng không biết phải nói thế nào. Cuối cùng nàng ta nhắm mắt lại, có trách thì trách Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông mỏ hỗn đi, biết rõ những đại yêu này là trợ thủ của Dương Bách Xuyên còn mắng người ta là súc sinh. Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông bị khí tức của Dương Bách Xuyên khóa chặt, vừa sợ vừa giận. Trước đó ông ta đã nhìn thấy cảnh tượng Dương Bách Xuyên giết sát thủ vương trong đá ảnh tượng. Cũng nhìn thấy Dương Bách Xuyên vung một kiếm chặt một bàn tay của đại ma đầu Vu Minh Tuyền.
ông ta biết mình không nắm chắc có thể đỡ được kiếm kỹ của Dương Bách Xuyên. Lúc này bị Dương Bách Xuyên dồn ép, trong lòng Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông trào dâng cảm giác uất nghẹn. Phụt, trong trạng thái tức giận và sợ hãi đan xen, ông ta hộc máu. Sau đó toàn thân run rẩy, con người trợn ngược, cơ thể ngã về phía sau, nện bộp xuống đất. Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông tức hộc máu, hôn mê bất tỉnh. Hích, Dương Bách Xuyên vốn đã sẵn sàng ra tay, thấy vậy hắn thoáng sửng sốt, không ngờ lão già này lại có chiêu không biết xấu hổ như vậy. Trực tiếp tức hộc máu ngất xỉu. Ngất thật à? Sao có thể chứ? Đường đường là nhân vật cấp bậc thánh chủ phi thăng cảnh đỉnh phong, sao có thể bị chọc tức ngất xỉu chứ? Hắn biết đây chỉ là mưu kế của lão già này mà thôi. Sau khi ngất xỉu, ông ta giả vờ không biết gì cả, Dương Bách Xuyên không thể ra tay giết một kẻ đang hôn mê. Và lại Diệu Tiên cũng không để cho Dương Bách Xuyên ra tay. Mà ngất xỉu rồi thì lão già này không cần xin lỗi bảy yêu dưới trướng Dương Bách Xuyên nữa, như vậy là có thể giữ được chút ít thể diện thánh chủ. Mặc dù tin tức bị chọc tức hôn mê mà lan truyền thì không được hay ho cho lắm, nhưng vẫn tốt hơn là thánh chủ xin lỗi một đám yêu tu. Mặc dù biện pháp này hơi hèn, nhưng quả thật là biện pháp tốt nhất để hóa giải tình hình khó xử trước mắt. Dương Bách Xuyên giận quá hóa cười, nhưng cũng hủy đi chân khí. Hắn biết hôm nay mình không thể ra tay với lão già thánh chủ thần Phù Linh Tông này. Quả nhiên Diệu Tiên lập tức hét lên thẳng thốt, không ổn rồi, thánh chủ thần Phù ngất xỉu, mau đưa hắn về trị thương đi. Diệu Tiên vừa nói vừa nháy mắt với thánh chủ Thiên Kiếm Sơn, ý bảo mau kéo người đi. Mấy thánh chủ đưa mắt nhìn nhau, đều thầm mắng thánh chủ thần Phù Linh Tông là cáo già không biết xấu hổ, nhưng cũng phải bội phục ông ta. Lúc này giả chết là biện pháp hóa giải tốt nhất. Có thể giữ được thể diện và cũng hóa giải nguy cơ bị Dương Bách Xuyên đánh. Tất nhiên Thánh Chủ Thiên Kiếm Sơn cũng hiểu điều này. Ông ta vung tay cuốn Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông lên, đối phương lập tức biến mất tại chỗ, bản thân cũng nhanh chóng rời đi. Thật ra ông ta chẳng muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa, có trời mới biết thằng nhãi Dương Bách Xuyên này sẽ làm gì. Nếu Dương Bách Xuyên cũng dồn ép ông ta như vậy, ông ta không thể làm cái chuyện giả chết mất mặt như vậy được. Nhất thời các thánh chủ lần lượt rời đi. Chấm. Xem như chuyện này đã được giải quyết. Sau khi mấy thánh chủ rời đi, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Hắn vẫy tay gọi chuột vương đến đây. Lúc này chuột vương giống với tất cả đại yêu, trong lòng tràn đầy cảm kích và sùng bái cuồng nhiệt đối với Dương Bách Xuyên, bắt đầu yêu quý vị thánh chủ này. Hôm nay Dương Bách Xuyên nói ra câu không ai được phép sỉ nhục đại yêu dưới trướng hắn. Khiến tất cả yêu tu đều nảy sinh biến hóa trong lòng, lần đầu tiên bọn họ có tôn nghiêm. Càng thêm trung thành với Dương Bách Xuyên và Vân Môn Tiên Cảnh. Trên đời này có mấy ai giống như Dương Bách Xuyên nói ra câu không ngại đối địch với cả tu chân giới vì bọn họ, có bao nhiêu người nói ra câu coi bọn họ là huynh đệ đây. Chỉ có Dương Bách Xuyên. Mặc dù hôm nay không thể chém giết Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông, không thể bắt Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông xin lỗi, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Trong lòng chúng yêu, thái độ của Dương Bách Xuyên đối với bọn họ mới là quan trọng nhất. Trong cuộc đời của yêu có thể gặp vị thánh chủ như vậy, cho dù thịt nát xương tan cũng có sao đâu. Dương Bách Xuyên chỉ hành động theo tiếng lòng, chưa từng nghĩ tới chuyện thu phục lòng yêu. Nhưng không ngờ hành động này của hắn lại hoàn toàn thu phục trái tim của tất cả đại yêu. Trước đây các đại yêu đi theo Dương Bách Xuyên là vì có nước sinh mệnh trói buộc, không thể không thần phục. Còn bây giờ bọn họ thần phục từ tận đáy lòng, trong lòng tất cả đại yêu đều nảy sinh lòng trung thành cuồng nhiệt đối với tên họ Dương nào đó. Kể cả các tu sĩ nhân tộc Khoáng Tùy Phong, Lôi Lão Hổ cũng bất giác có cái nhìn khác về Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không ngờ hành động ngày hôm nay lại là nhân tố lớn nhất chân chính đặt nền móng cho vân môn của hắn tung hoành các giới. Chuyện hôm nay được các đại yêu truyền miệng, được đám người Khoáng Tùy Phong lưu truyền, đi vào lòng mỗi đệ tử vân môn qua các thế hệ. Tạo nên thành tựu huy hoàng cho vân môn vượt xa các tông phái cùng thời. Thánh chủ, chuột vương cung kính bước lên, nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt nồng nhiệt và cảm kích, dáng vẻ vì mệnh lệnh mà có thể vào nước sôi lửa bỏng. Thấy ánh mắt rực lửa của chuột vương, Dương Bách Xuyên giật mình, lùi lại chút đi, người sắp lại gần như vậy làm gì? Hích, thuộc hạ mạo phạm rồi. Chuột vương cung kính lùi về sau một bước. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nói. Lát nữa ngươi tung tin Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông bị bản Thánh Chủ dọa sợ hộc máu, hôn mê bất tỉnh. Lão già chết tiệt cho rằng có thể giữ thể diện,
nhưng ta cứ làm cho ông ta ghê tởm đấy. Nói đến cuối câu, tên họ Dương nào đó lẩm bẩm. Chuột Vương đảo mắt, cười hì hì, thánh chủ yên tâm, thuộc hạ biết phải thế nào. Sau khi dọn dẹp chiến trường, Dương Bách Xuyên dẫn theo các đại yêu trở về Vân Môn. Tên của hắn và Vân Môn tiên cảnh lại lần nữa trở thành nhân vật và đề tài đứng đầu tu chân giới. Bởi vì Dương Bách Xuyên đã tiêu diệt một thánh địa lâu đời, còn là U Linh Chi Đô thần bí nhất trong các thánh địa lớn. Vài ngày sau tu chân giới vẫn bàn tán về những việc này, nổi nhất trong đó là thánh chủ của thần Phù Linh Tông. Bởi vì toàn bộ tu chân giới đều đang nói lúc đối mặt với Dương Bách Xuyên, thánh chủ thần Phù Linh Tông bị Dương Bách Xuyên dọa hộc máu hôn mê. Cũng có lời đồn thánh chủ thần Phù Linh Tông sỉ nhục đại yêu dưới trướng Dương Bách Xuyên là xúc sinh, vì giữ gìn thuộc hạ của mình, một mình Dương Bách Xuyên đánh với 7 thánh chủ, còn chiến thắng, cuối cùng đứng trước thực lực cường đại của Dương Bách Xuyên, đầu sỏ gây tội thánh chủ thần Phù Linh Tông bị dọa hộc máu, dập đầu xin lỗi Dương Bách Xuyên và các đại yêu. Dù sao có vô số phiên bản lời đồn xuất hiện, nghe nhầm đồn bậy, thật thật giả nhiều không kể hết, nhưng có một điều không thay đổi trong những lời đồn này. Thánh chủ thần Phù Linh Tông bị Dương Bách Xuyên dọa hộc máu. Sau khi trở về, thánh chủ thần Phù Linh Tông nghe thấy những lời đồn này lại lần nữa tức hộc máu, lại còn không chỉ một lần, lần này thực sự hôn mê, lúc trước đối đầu với Dương Bách Xuyên là cố ý giả vờ ngất xỉu, lần này là thật sự hộc máu. Những việc này đều do Dương Bách Xuyên bày mưu đặt kế cố ý bảo Chuột Vương tản ra tin tức. Ở tu chân giới không có chuyện dư luận, nhưng Dương Bách Xuyên là người địa cầu, biết sức mạnh của dư luận. Mặc dù không giết được thánh chủ thần Phù Linh Tông nhưng cũng có thể tức chết ông ta. Chấm. Sau khi trở lại Vân Môn, đa số người thân cũng đã đoàn tụ, người nào đó cũng chuẩn bị ở cạnh các nàng. Nhoáng cái đã qua một năm. Trong một năm này, Vân Môn phát triển vững chắc, không ngừng xuất hiện đại yêu cấp tôn vương thăng cấp lên thiên yêu. Cũng vì lúc đối chiến với thánh chủ thần Phù Linh Tông, Dương Bách Xuyên coi các yêu tu trở thành đồng bào thủ túc. Vì làm thành chủ thần Phù Linh Tông xin lỗi các thuộc hạ của mình, Dương Bách Xuyên đã nói ra lời nói làm kẻ địch với cả tu chân giới trước mặt 7 thánh chủ. Cộng thêm việc Chuột Vương đi tuyên truyền khắp nơi, chuyện Dương Bách Xuyên tiêu diệt mấy chục vạn đệ tử của U Linh Chi Đô bị nhạt đi, ngược lại trở thành con người trọng tình trọng nghĩa, bao che cho con ở tu chân giới. Trong bối cảnh như vậy, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Vân Môn tiên cảnh lại thêm mấy trăm thiên yêu, phần lớn đến từ Thái Hoang Tinh Hải. Cũng có yêu tu độc lai độc vãng đến từ tu chân giới. Còn có các tán tu nhân tộc, vì có đám người Nguyên Vô Thường làm tấm gương gia nhập Vân Môn nên có rất nhiều cao thủ từ Đại Thừa trở nên đi vào Vân Môn. Cũng có rất nhiều tiểu tu sĩ tu vi thấp, thiên phú không tồi gia nhập Vân Môn tiên cảnh. Đây mới chỉ là sự biến hóa một năm, Dương Bách Xuyên tính toàn dựa theo sự phát triển này, hơn trăm năm sau Vân Môn tiên cảnh sẽ trở thành thế lực khổng lồ đứng đầu tu chân giới. Hiện tại vẫn còn nhiều người quan trọng với Dương Bách Xuyên chưa tìm được, Bạch Đại Ca Bạch Khởi, đám người Mai Thi Dĩnh, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, Dương Bách Xuyên vẫn chưa từ bỏ, phái thuộc hạ đi khắp tu chân giới tìm kiếm bọn họ đến khi tìm được mới thôi. Trong một năm này, Dương Bách Xuyên và mấy người vợ ở bên nhau rất vui sướng, không làm gì cả, cả ngày ở bên cạnh bọn họ, đền bù sự thua thiệt mấy năm nay. Trong năm nay, hậu cung của Dương Bách Xuyên rất đông vui. Bởi vì hắn lại kiếm thêm vài vị phu nhân ví dụ như Lâu Hải Đường, Thương Vũ Tình, Thương Vũ Hoan, Khổng Tước, Hỷ Thước, Lục Yên Chi, Ngô Mặc Thu. Hưởng thụ một năm thân tình và cá nước thân mật, cuối cùng hôm nay Dương Bách Xuyên cũng kết thúc ngày tháng sung sướng. Tu vi của Tử Hoàng và Nghé Con đã khôi phục lại. Dương Bách Xuyên ôm hy vọng rất lớn với Nghé Con, tiếp theo hắn sẽ chuyên môn luyện đan trợ giúp Nghé Con trưởng thành. Còn đan dược cho các đệ tử Vân Môn. Cấp thấp hắn sẽ giao cho Lão Phương, còn đan dược cao cấp, trong Vân Môn tiên cảnh có vài tán tu cảnh giới phi thăng có thể luyện chế, Dương Bách Xuyên truyền thụ phương pháp luyện đan cho bọn họ để bọn họ luyện đan, cung cấp đan dược cho Vân Môn tiên cảnh. Dù sao trong Vân Môn tiên cảnh, từ người đến yêu đều không thể chậm trễ tu luyện, bao gồm hắn và những người phụ nữ của hắn, chỉ có tu vi mới là thứ giữ mạng đảm bảo nhất. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết không gấp được, tất cả phải từ từ, chỉ cần cố gắng là được. Sau một năm giảm sóc, dưới sự tầm bổ của đá sinh mệnh thì vết thương của chồn nhỏ đã hoàn toàn ổn định, nhưng vết thương ở yêu đan vẫn khó có thể khôi phục, chồn nhỏ vẫn chìm trong ngủ say, Dương Bách Xuyên biết mình phải nghĩ cách. Còn vấn đề đan điền của muội muội Dương San San, sau một năm kéo dài, nàng cảm giác chính mình càng nặng hơn,
cảm xúc bắt đầu hạ xuống. Hôm nay Lưu Tích Kỳ tìm đến, nói thẳng vào vấn đề, Xuyên Tử, có phải đan điền của San San rất khó giải quyết hay không? Trước kia Dương Bách Xuyên sợ hai vợ chồng bọn họ lo lắng, đành phải giấu giếm nói là vấn đề nhỏ, tu dưỡng thì có thể chữa khỏi. Trên thực tế suốt một năm này, Dương Bách Xuyên nghĩ tất cả mọi cách nhưng vẫn không có cách nào với đan điền của muội muội Dương San San. Mặc dù thần ma y điên là y đạo bảo điển cấp cao nhất trên thế gian, nhưng lại không có cách chữa trị đan điền tan vỡ, chỉ có thể củng cố. Đối mặt với câu hỏi của Lưu Tích Kỳ, Dương Bách Xuyên biết không giấu được, đành phải chua xót gật đầu. Nghĩ cách đi, cảm xúc của San San rất xấu, ban đầu tê còn tưởng rằng nhớ bọn nhỏ, gần đây mới phát hiện nàng đã nhận ra vấn đề đan điền. Ngươi thành thật nói cho ta, nếu đan điền của San San không thể chữa khỏi, hậu quả sẽ như thế nào? Lưu Tích Kỳ nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, hai mắt đỏ bừng. Hắn rất hận, đối mặt với cảm xúc càng ngày càng xấu của thế tử nhưng lại bất lực, không có cách chữa trị đan điền cho nàng. Dương Bách Xuyên cũng không giấu giếm, bởi vì hắn biết không giấu được, đau khổ nói, nếu không thể chữa trị đan điền của nàng, nàng sẽ biến thành người bình thường, chậm rãi già đi, cuối cùng. Dương Bách Xuyên không nói tiếp nhưng ý lại rất rõ. Không, ta không thể đánh mất nàng, ngươi không phải thánh chủ sao, ngươi nghĩ cách cho lão tử, Lưu Tích Kỳ tức giận gầm lên. Dương Bách Xuyên có thể hiểu được tâm trạng của Lưu Tích Kỳ, hắn không tức giận, bởi vì hắn có thể hiểu được loại cảm giác này. Chua xót nói, San San cũng là muội muội của ta, sao ta có thể không nghĩ cách chứ? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện, ta sẽ nghĩ cách. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Lưu Tích Kỳ thở ra một hơi, nhìn Dương Bách Xuyên, nói, làm ơn. Sau đó hắn rời khỏi đại điện. Dương Bách Xuyên cũng thở dài, thật ra hắn đã dò hỏi rất nhiều người trong vân môn, thậm chí hỏi cả Hắc Liên về vấn đề đan điền nhưng đều không có cách. Nhưng Dương Bách Xuyên biết có người chắc chắn sẽ có cách, nhưng lại đang ngủ say, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Người này chính là sư phụ Vân Thiên Tà. Ngày nào Dương Bách Xuyên cũng kêu gọi sư phụ, hy vọng sư phụ có thể tỉnh lại, nhưng qua một năm sư phụ vẫn chưa thức tỉnh, sau trận chiến ở Vô Gian Cốc, sư phụ bị thương quá nặng. Hiện tại Dương Bách Xuyên muốn đợi, hắn phải nghĩ cách. Sau khi Lưu Tích Kỳ rời khỏi, phía sau điện vang lên bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, Dương Bách Xuyên không quay đầu lại cũng biết là ai. Có lẽ chàng có thể đi đến Hoàng Triều Hiên Viên, đây là thánh địa Y Đạp có truyền thừa lâu đời, chắc chắn sẽ có chỗ hơn người. Có lẽ vấn đề đan điền của San San sẽ có cách giải quyết, chàng đừng quá bi quan. Nói xong Lục Tuyết Hy đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên, sóng vai đứng cùng hắn. Dương Bách Xuyên gật đầu, mặc kệ có chữa được hay không hắn cũng chuẩn bị rời núi nghĩ cách, trong vân môn tiên cảnh không có cách, cũng không biết khi nào sư phụ mới có thể tỉnh lại. Thật ra không phải hắn chưa từng nghĩ đến Hoàng Triều Hiên Viên, chẳng qua hắn nghĩ y thuật của Hoàng Triều Hiên Viên diễn biến từ thần ma y điển. Thần ma y điển không có cách, chắc chắn Hoàng Triều Hiên Viên cũng sẽ không có. Nhưng lúc này nghe Lục Tuyết Hy nói vậy, hắn cảm giác Lục Tuyết Hy nói có đạo lý, Lục Tuyết Hy vô cùng thông minh, đầu óc bình tĩnh, nghĩ mọi chuyện theo hướng toàn diện. Mặc dù có lẽ ở y đạo, Hoàng Triều Hiên Viên không cao hơn hắn, nhưng người ta là một thánh địa lớn, truyền thừa vô số năm, có khi thật sự có cách. Có lẽ nàng nói đúng, ta nên đi đến Hoàng Triều Hiên Viên. Cho dù đến đáo tạ ơn trợ giúp độ kiếp năm đó hay gì cũng nên đi bái phỏng Hoàng Triều Hiên Viên một lần, cảm ơn nàng, mấy năm nay nàng đã vất vả rồi. Dương Bách Xuyên nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của Lục Tuyết Hy. Mấy năm nay hắn rất biết ơn Lục Tuyết Hy, mặc dù không phải vợ của hắn, nhưng vẫn luôn giúp hắn chăm sóc mấy người vợ. Lục Tuyết Hy bị Dương Bách Xuyên nắm tay, cả người run lên, mặt ửng đỏ, nhưng không rút tay về, nhỏ giọng nói. Ta là hộ pháp vân môn, đây là chuyện ta nên làm, ngươi làm kiêu như vậy từ khi nào vậy? Ta nói thật, mấy năm nay nàng đã vất vả rồi, nếu không có nàng, cả gia đình rất khó gặp lại nhau, đối với ta, thiếu một người trong các nàng đều là đả kích lớn với ta. Những lời này của Dương Bách Xuyên đều là lời nói thật lòng, những người vợ đi từ Sơn Hải giới vào tu chân giới, cuối cùng bị ép đi vào Vô Gian Cốc, Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng ra được nguy hiểm và gian nan dọc đường đi. Nếu không có Lục Tuyết Hy có kinh nghiệm phong phú, rất khó có thể tưởng tượng bọn họ sẽ gặp phải chuyện gì. Dương Bách Xuyên nghĩ lại vẫn thấy sợ, cũng may với thực lực và thế lực hiện tại của Vân Môn, Vân Môn đã trở thành bá chủ tu chân giới.
Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn giao thành Ngân Hà cho Ngụy Nương xử lý vì bảo vệ giới trì, đảm bảo sự an toàn cho các đệ tử Vân Môn ở Sơn Hải giới đến đây. Vì vậy Dương Bách Xuyên đã phái trăm đại yêu phi thăng đến bảo vệ thành Ngân Hà cùng với Ngụy Nương, hơn nữa cũng cho chuột vương đào thông đạo ngầm nối liền thành Ngân Hà và Vân Môn tiên cảnh, nếu xảy ra chuyện gì có thể kịp thời chạy đến chi viện. Tiếp theo Dương Bách Xuyên còn cho đám người Khoáng Tùy Phong và Lôi Lão Hổ thành lập truyền tống trận giữa thành Ngân Hà và Vân Môn tiên cảnh, đảm bảo sự an toàn cho giới trì, hộ giá cho tu sĩ Sơn Hải giới và đệ tử Vân Môn ở Sơn Hải giới. Quan trọng hơn Dương Bách Xuyên lo lắng cho hai đứa nhỏ, cháu gái ngoại và cha mẹ. Mặc dù lúc đám Triệu Nam rời đi đã dặn dò không cho bọn nhỏ đi đến tu chân giới, ở đó chờ thông báo. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không yên tâm, cho nên tăng thêm hơn trăm thiên yếu đến bảo vệ thành Ngân Hà, đề phòng mấy đứa nhỏ không nghe khuyên bảo chạy đến tu chân giới. Bây giờ tu chân giới không yên ổn, đại ma đầu Vu Minh Tuyền xuất hiện, ma tộc có dấu hiệu sống lại, Dương Bách Xuyên cảm giác sớm hay muộn ma tộc cũng nhảy ra, tăng số lượng bảo vệ thành Ngân Hà sẽ không sai. Chấm. Dương Bách Xuyên luôn có loại tình cảm phức tạp không rõ dành cho Lục Tuyết Hy, lúc này bị người nào đó nắm tay nhỏ, trong lòng nàng có một chút mừng thầm và cảm giác an toàn. Nghe hắn nói cảm ơn, trong lòng thở dài nói, chỉ cần ngươi nhớ rõ ta là đủ rồi. Đúng lúc này sau điện vang lên tiếng cười nói, mấy người vợ của hắn đi đến. Bàn tay của Lục Tuyết Hy như bị bỏng, vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay của Dương Bách Xuyên, hai má đỏ bừng. Mặc dù nàng không hay cười nhưng ở trong mắt Dương Bách Xuyên, bộ dáng của nàng lại có một sức hút khác lạ. Mỉm cười, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dương Bách Xuyên chưa bao giờ coi tỉ muội Lục Tuyết Hy là người ngoài. Sau khi mấy người vợ đi đến, Dương Bách Xuyên dặn dò các nàng phải tu luyện cho tốt, Vân Môn tiên cảnh có tiên điện và rừng ngộ đạo, có thể mang đến hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp dành cho các nàng, theo thời gian có thể tăng lên tu vi. 10 ngày sau, Dương Bách Xuyên sắp xếp xong tất cả công việc, rời khỏi Vân Môn tiên cảnh, xuất phát đến Hoàng Triều Hiên Viên. Trên thực tế Trường Sinh Điện, Thông Thiên Cung, Hoàng Triều Hiên Viên và Đao Chủng đã mời hắn đến làm khách từ lâu, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn luôn bị vướng bận chuyện khác nên không đi được. Lần này đi tìm kiếm phương pháp chữa bệnh cho chồn nhỏ và muội muội Dương San San, hắn cũng chuẩn bị đi bái phỏng các thánh địa đó, bắt đầu từ Hoàng Triều Hiên Viên. Chấm. 10 ngày sau. Dương Bách Xuyên dẫn theo Tiểu Phượng Hoàng xuất hiện trong thành y đạo của Tinh Cương Hiên Viên. Dựa theo lời mời của Hoàng đế Hiên Viên, nếu Dương Bách Xuyên đến thăm Hoàng Triều Hiên Viên có thể đi thành y đạo trước, nơi này có y quán của Hoàng Triều Hiên Viên, sẽ có người dẫn hắn đi đến Hoàng Triều Hiên Viên thực sự. Mỗi một thánh địa đều có đạo tràng của riêng mình, đều có không gian bí mật riêng. Đại ca, không phải chúng ta đi đến Hoàng Triều Hiên Viên sao, sao lại đi đến thành trì này? Tiểu Phượng Hoàng hòa thành một tiểu cô nương 8-9 tuổi, đáng yêu giống búp bê sứ. Dương Bách Xuyên nắm tay nhỏ của nàng, cưng chiều nói, Hoàng đế Hiên Viên là một người cẩn thận, không để lại cho ta bí pháp tiến vào Hoàng Triều Hiên Viên, nhưng lại nói ở thành y đạo có y quán hoàng gia, đến lúc đó sẽ có người của Hoàng Triều Hiên Viên dẫn chúng ta đi đến đó. Đi thôi, không cần sốt ruột, chúng ta đi dạo tòa thành này, hơn nữa đến tu chân giới đã mấy trăm năm. Ta còn chưa đi dạo qua thành trì tu chân giới. Vâng, Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Lần này Dương Bách Xuyên đi muốn mang theo Hầu Đậu Đậu và Tiểu Phượng Hoàng, giới tu giả gian nan, đóa hoa nhà ấm không chịu nổi mưa gió, nên mang bọn họ ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Nhưng Hầu Đậu Đậu đang bế quan tu luyện trong rừng ngộ đạo, đến giờ vẫn chưa xuất quan, cho nên lần này Dương Bách Xuyên chỉ mang theo Tiểu Phượng Hoàng. Mặc dù Tiểu Phượng Hoàng và Phượng Hoàng Thần Cầm biết bàn nhưng dù sao vẫn là trẻ con, đám ngé con đều đi ra ngoài, chỉ có Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa từng đi ra khỏi nhà, cho nên lần này Dương Bách Xuyên đến thăm Hoàng Triều Hiên Viên, tiện thể dẫn nàng theo học hỏi thêm kiến thức. Lần sau ra ngoài Dương Bách Xuyên chuẩn bị mang theo thú ngũ hành và đả tiên thạch, hai người này cũng đang cố gắng tu luyện, bọn họ không cố cũng không được, hiện tại bên cạnh Dương Bách Xuyên có ngé con và Tiểu Phượng Hoàng còn có thú Vân Lôi. Đều tạo thành áp lực rất lớn cho bọn họ. Theo thời gian, sớm hay muộn bọn họ cũng bị bỏ xa. Thật ra nếu nói về thiên phú, thú ngũ hành và đả tiên thạch không yếu, hai người đều là dị thú thiên địa và kỳ thạch thiên địa, đều là sinh linh khó lường, thành tựu sau này chưa chắc đã thua kém hai thần thú là Ngé Con và Tiểu Phượng Hoàng, chẳng qua nếu không cố gắng, cho dù là thần thú cũng không có được thành tựu to lớn. Trên thế giới này chỉ có cố gắng mới là đúng nhất.
không cố gắng sẽ bị đào thải, đây là sự thật. Ví dụ như hiện tại Dương Bách Xuyên đi ra ngoài đều không mang theo thú ngũ hành, không phải bởi vì Dương Bách Xuyên có mới nới cũ, bởi vì kẻ địch của hắn càng ngày càng mạnh, hắn cần giúp đỡ chứ không phải liên lụy. Chấm. Hiện tại Dương Bách Xuyên là nhân vật nổi tiếng ở tu chân giới, hắn hiểu đạo lý quá rêu rao, cho nên trước khi vào thành y đạo hắn đã dùng thần thông bách biến hóa bản thân thành một người đàn ông râu tóc xuề xòa, dáng người cao to, dẫn theo một tiểu cô nương 8-9 tuổi. Thành y đạo là một thành trì lớn trong tinh cương hiên viên, trải dài vạn dặm, vô số tu sĩ, đây là tòa thành trì náo nhiệt nhất tu chân giới. Đây là thành trì vừa có tu sĩ vừa có phàm nhân. Tòa thành trì này có nhiều dân cư ra vào nhất, bởi vì y quán hoàng gia của Hoàng Triều Hiên Viên tọa lạc ở đây. Hoàng Triều Hiên Viên là thánh địa y đạo được giới tu giả công nhận, thuật y đạo đứng đầu tu chân giới, cho nên rất nhiều tu sĩ đều đến thành y đạo để tìm thầy chữa bệnh cầu đan. Đây cũng là một tòa thành trì bao dung, không chỉ có y quán hoàng gia của Hoàng Triều Hiên Viên mở ở chỗ này, còn có rất nhiều tu sĩ y đạo ở khắp tu chân giới đến mở y quán ở đây. Bởi vì ở đây có rất nhiều người, có thể kiếm được linh thạch, nghe đồn 8 phần tu sĩ y đạo ở giới tu giả kiếm cơm ở chỗ này, mở y quán kiếm linh thạch cung cấp cho việc tu luyện. Trước khi đến đây Dương Bách Xuyên đã đi tìm hiểu qua, cho rằng lời đồn khuếch đại, nhưng sau khi đi vào thành y đạo, hắn biết lời đồn không hề giả dối. Hắn và Tiểu Phượng Hoàng đi vào thành đã mất nửa canh giờ, người đến người đi thật sự quá nhiều. Cửa thành vô cùng lớn, có 8 thông đạo. 4 thông đạo to, 4 thông đạo nhỏ. Thông đạo lớn có 2 ra, 2 vào, chuẩn bị cho các tu sĩ. 4 thông đạo nhỏ chuẩn bị cho phàm nhân. Thành trì to lớn, dòng người dày đặc, tu sĩ đông đảo, cho dù tu sĩ Nguyên Anh cũng cần người hầu hạ, tu sĩ muốn tu luyện, không thể chuyện gì cũng phải tự tay làm. Cho nên phàm nhân trở thành nhân viên phục vụ cho tu sĩ. Trái lại, làm phàm nhân phục vụ cho tu sĩ cũng là một loại cơ duyên. Nếu hầu hạ tu sĩ vui vẻ, ban thưởng một viên đan dược hay công pháp gì đó thì có thể bước vào con đường tu chân, thay đổi vận mệnh cả đời. Cũng vì vậy thánh y đạo ra đời nhiều tán tu nhất. Ở chỗ này, phàm nhân cũng được bảo vệ, Hoàng Triều Hiên Viên có lệnh cấm không cho phép tu sĩ vô cớ đuổi giết phàm nhân, nếu không sẽ trở thành kẻ địch với cả Hoàng Triều Hiên Viên. Tòa thành trì lớn này không rời khỏi phàm nhân. Hoàng Triều Hiên Viên có tầm nhìn xa trông rộng. Luật lệ này được dán lên tất cả các chỗ phải đi qua, mỗi một tu sĩ đều phải biết rõ. Sau khi đi vào thành nhìn thấy đường phố to lớn thông suốt, 10 cửa hàng 9 quán y, cứ cách 10 cửa hàng sẽ có 9 y quán, nhà nào cũng chật kín người, có tu sĩ khám bệnh phàm nhân tự do khám bệnh, có y quán của tu sĩ, cũng có y quán của phàm nhân. Dương Bách Xuyên cũng không ngờ là còn có cả yêu tu đã hóa hình ra vào nơi này, lại bình an không hề xảy ra chuyện gì. Điều này làm Dương Bách Xuyên càng có ấn tượng tốt với Hoàng Triều Hiên Viên, có thể bao dung cả yêu tu thì cũng không đơn giản. Đi dạo trên phố của thành y đạo, thứ Dương Bách Xuyên nhìn thấy nhiều nhất là y quán và đủ các loại linh dược. Theo hắn, linh dược ở thành y đạo có thể là toàn diện nhất. Có cả người bệnh, người phàm hay tu sĩ đều có. Y quán do tu sĩ y đạo mở, chỉ cần có linh thạch hoặc là linh dược thì người phàm cũng sẽ tiếp đãi. Khắp chốn thành y đạo đều rất phồn hoa. Dương Bách Xuyên hóa thành người đàn ông vạm vỡ để dâu, dẫn theo Tiểu Phượng Hoàng ăn mặc như búp bê sứ màu hồng phấn, trên đường thu hút biết bao ánh nhìn đánh giá. Nhưng mà Dương Bách Xuyên vẫn hồn nhiên không phát hiện, lôi kéo cánh tay nhỏ bé của Tiểu Phượng Hoàng Dương Hồng San tự do đi lại, ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt thành y đạo. Hắn cũng không vội tới y quán Hoàng Triều, hiếm lắm mới có thời gian nhàn nhã, hắn cũng muốn ngắm nhìn thật kỹ. Hơn nữa, mặc dù Tiểu Phượng Hoàng là thần thú Niết Bàn, nhưng trước khi trưởng thành, tâm tính của nàng vẫn chỉ như đứa trẻ, tuy chín chắn hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng vẫn có tính trẻ con. Đi dạo trên đường phố, đương nhiên sẽ không thiếu những tiểu thương bán đồ ăn vặt, thành trì lớn với mật độ dân số dày đặc, đâu đâu cũng thấy cơ hội kinh doanh. Tu chân giả cũng là người, bọn họ cũng cần kiếm tiền, chẳng qua thứ kiếm được chính là linh thạch, các loại vật dụng tu luyện. Đại ca, ta muốn cái này, ta muốn cái kia. Dọc trên đường đi, Tiểu Phượng Hoàng muốn hết cái này tới cái kia, tất cả đều là những món ăn vặt của tu chân giới. Dương Bách Xuyên cũng rất nuông chiều nàng, mua mỗi thứ một phần cho Tiểu Phượng Hoàng, hắn cũng nếm thử đặc sản của tu chân giới.
Đối mặt với tính trẻ con ngây thơ của Tiểu Phượng Hoàng, Dương Bách Xuyên đột nhiên nghĩ tới con gái của mình, Đoàn Đoàn, Viên Viên và đứa con trai với Âu Dương Ngọc Thanh ở trái đất. Hắn dẫn hai đứa đầu đi, đứa sau thì chưa từng gặp mặt. Bỗng chốc, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hắn không xứng làm cha. Nghĩ đến mấy đứa nhỏ, nghĩ đến cha mẹ và Âu Dương Ngọc Thanh có thể vẫn đang ở trái đất, suy nghĩ của Dương Bách Xuyên thoáng cái đã chạy đến 9 tầng mây. Lúc này, hắn vô cùng muốn tới trái đất và Sơn Hải giới. Nhoáng một cái đã qua 300-400 năm. Trong lòng hắn quyết tâm, đợi sau khi giải quyết vấn đề của em gái Dương San San và Trồn Nhi, bất kể như thế nào thì hắn cũng sẽ nghĩ cách quay trở lại trái đất thăm mọi người. Đại ca, huynh sao thế? Tiểu Phượng Hoàng cắn miếng kẹo linh quả, cảm thấy tâm trạng của Dương Bách Xuyên không tốt, nàng lên tiếng hỏi. Không sao, chỉ hơi nhớ nhà đi thôi, chúng ta tới y quán Hoàng Triều. Dương Bách Xuyên nói. À tương đương. Tiểu Phượng Hoàng vô cùng ngoan ngoãn. Dương Bách Xuyên không còn hứng dạo phố ở thành y đạo, hắn chuẩn bị dẫn Tiểu Phượng Hoàng đi thẳng tới y quán Hoàng Triều. Vốn nghĩ lần này tới Hoàng Triều Hiên Viên là để thăm hỏi, hoặc nói đúng hơn là nhờ vả. Nhưng không ngờ vừa tới thành y đạo đã xảy ra một chuyện khiến Dương Bách Xuyên tức giận. Khi đi ngang qua một con phố, trước cửa một y quán có rất nhiều người vi phạm. Dương Bách Xuyên cười, tự nói, thế giới nào cũng không thiếu người xem náo nhiệt. Lúc đầu hắn cũng không định đi xem, mà trực tiếp đi tìm y quán dưới trướng Hoàng Triều Hiên Viên, sau đó tới Hoàng Triều thăm hỏi, tìm cách trị thương cho muội muội Dương San San và Trồn Nhi. Không nghĩ tới lúc đi ngang qua, bên tai Dương Bách Xuyên lại nghe được tiếng xin giúp đỡ quen thuộc. Y sư đại nhân, cầu xin ngài theo ta đi cứu người trước, chờ tới nơi, bạn của ta có linh thạch, nhất định sẽ đưa tiền khám bệnh đầy đủ, van xin ngài, bạn của ta sắp mất mạng rồi. Tiếng cầu cứu liên tiếp vang lên, ở bất cứ đâu cũng có thể nghe được những lời kêu cứu như vậy. Nhưng giọng nói này lại có vẻ quen tai, nhiều người bàn luận, âm thanh hỗn tạp khiến hắn không phân biệt được. Nhưng theo bản năng, hắn cũng bước chậm lại. Đúng này, một giọng nói khác lại vang lên, rõ ràng là hơi không có tính người, nhưng cũng có lý, giọng nói người này già nua, nghe có vẻ như y sư đang trả lời, tiểu nha đầu, ngươi chỉ đưa được 100 linh thạch trung phẩm mà thôi, còn chưa đủ tiền khám bệnh, toàn bộ thành y đạo này chỉ có một y sư nhất phẩm, nếu như muốn ra ngoài khám bệnh, vượt ngàn dặm thì phải đưa 100 linh thạch thượng phẩm. Bạn của ngươi cách thành y đạo 1.300 dặm, chi phí đi lại cũng nhiều hơn, chưa tính đến linh dược phải tiêu tốn. Bây giờ ngươi chỉ lấy ra được chút linh thạch thế này, còn không đủ nhét kẽ răng, lão phu đường đường là y sư ngũ phẩm, lại đi xa khám bệnh, cho dù bớt cho ngươi thì cũng cần 5.000 linh thạch thượng phẩm, 100 linh thạch trung phẩm này của ngươi, bảo ta làm sao mà khám bệnh. Ngươi bảo sau khi tới nơi thì bạn ngươi sẽ cho ngươi, ngươi cho là lão phu sẽ tin những lời như vậy hay sao, chạy xa như vậy, quỷ mới biết các ngươi có bày mưu ăn cướp hay không. Thế nên bản y sư sẽ không chẩn bệnh, không lấy ra được linh thạch, cho dù tài cao gan lớn thì cũng sẽ không chữa, người đi đi, đừng làm trở ngại bản y sư khám bệnh. Tuy rất vô tình nhưng cũng không có cách nào, đến thành y đạo mở y quán, ai chẳng vì kiếm linh thạch tích lũy tài nguyên tu luyện, vô duyên vô cớ, y sư sẽ không đi khám bệnh. Lúc này, có người nhỏ giọng bàn tán, vị y sư này có hơi vô tình rồi nhỉ. Nhỏ tiếng chút. Cả thành y đạo này cũng không có mấy y sư ngũ phẩm, cẩn thận đắc tội, lần sau cần cầu tới Lâm y sư, ông ta lại thấy chết không cứu. Có người vội vàng nhắc nhở. Lập tức có người nói theo, đúng thế, nếu như tới thành y đạo cầu cứu, có lẽ còn thử được vận may, nhưng ra ngoài khám bệnh, hơn 1.000 dặm, xa như vậy, là ai thì cũng sẽ không mạo hiểm. Đúng vậy, quan trọng là tiểu cô nương này còn không có đủ linh thạch. Những người xem náo nhiệt xung quanh đều nhỏ giọng bàn tán. Lúc này, Dương Bách Xuyên lại nghe được giọng nói bất lực cầu cứu vừa rồi, y sư, cầu xin ngài phát lòng từ bi, xin thương xót cứu lấy bạn của ta, van xin ngài, tất cả những gì ta nói đều là sự thật, sau khi cứu được người, một người bạn khác của ta sẽ dâng gấp đôi tiền khám chữa bệnh cho ngài, ta có thể thề với thiên đạo. Nói nhiều cũng vô ích, bản y sư chỉ nhận linh thạch, không có linh thạch thì đừng nhắc tới những thứ khác. Người vẫn nên đi đi thôi. Ngay khi y sư đang từ chối vị cô nương kia một cách tuyệt tình, trong đám đông có giọng nói vang lên, chao ôi, Lâm y sư, không phải chỉ là linh thạch thôi sao, ta trả hộ vị cô nương này. Hóa ra là hạng thiếu của Thiên Kiếm Sơn,
nếu như Hạng thiếu trả hộ linh thạch cho cô nương này, lão phu đương nhiên bằng lòng trần bệnh. Lâm y sư nói với vẻ nịnh nọt. Lúc này, có người bàn tán, lời này còn mang theo ý khác, vị cô nương kia gặp phải tên đại thiếu phóng túng của Thiên Kiếm Sơn, sợ là. Thiên Kiếm Sơn, có phải là thánh địa Thiên Kiếm Sơn không? Một người khác nhỏ giọng hỏi. Nói thừa, tu chân giới này còn có Thiên Kiếm Sơn thứ hai sao? Người kia đáp. Đối phương lại nói nhỏ, nghe ý của huynh đài, lẽ nào Hạng thiếu còn ăn được cô nương này chắc? Huynh đệ là người từ bên ngoài tới đây đúng không? Chính xác, hôm nay mới tới thành y đạo tiếng tăm lừng lẫy, mong huynh đệ chỉ giáo để ta đây được mở mang kiến thức. Thật ra cũng không có gì, Hạng thiếu này tên là Hạng Tuyền, hắn ta là cháu trai của một vị trưởng lão của Thiên Kiếm Sơn, chuyên quản lý việc làm ăn của y quán Thiên Kiếm Sơn tại thành y đạo, bối cảnh thâm hậu, thực lực tu vi cũng thuộc hàng đầu, tu vi đã đạt tới phi thăng cảnh sơ kỳ. Hạng Tuyền có một sở thích là háo sắc. Vô duyên vô cớ nhảy ra, tám phần là nhìn chúng vị tiểu cô nương kia, cả thành y đạo này ai mà không biết nữ tử rơi vào trong tay vị ác thiếu này, mấy người có thể sống sót. Tất cả đều bị hắn chơi chết. Ra là thế, có vẻ vị cô nương kia gặp nạn rồi, đụng phải tên ác thiếu như vậy coi như xong. Hai người qua đường nhỏ giọng nói chuyện, nhưng bát quái cũng rất náo nhiệt. Lúc này, vị tiểu cô nương kia còn tưởng là gặp được người tốt, nàng vội vàng cảm ơn. Đa tạ vị công tử đã ra tay cứu giúp, tiểu nữ nhất định sẽ dâng gấp đôi linh thạch, cảm. Ôi cảm ơn thì không cần, ta còn chưa nói xong, bản thiếu không thiếu linh thạch, nhưng thứ duy nhất ta thiếu chính là cô nương xinh đẹp như ngươi. Chỉ cần theo bản thiếu một ngày, ta lập tức đưa linh thạch để Lâm y sư theo ngươi ra ngoài cứu người, thế nào? Ha ha! Hoàng Tuyền cười gian trá, kẻ ngu cũng biết hắn ta có ý gì. Vị cô nương kia lên tiếng, ta nghĩ cách khác. Đa tạ ý tốt của ngươi. Đứng lại cho bản thiếu. Giữa ban ngày ban mặt, người còn định đánh người ở thành y đạo chắc. Cả người Dương Bách Xuyên phát run, hắn vừa kích động vừa căm phẫn. Lúc này, cuối cùng hắn cũng nghe rõ giọng nói của nữ tử kia. Là người quen cũ. Hơn nữa còn là đồng hương ở trái đất viên ngọc quý của nhà họ Hồ ở Đông Bắc Hồ Tiên Nhi. Năm đó, bọn họ và Chiêm Khánh Nhân, Tiểu Hòa Thượng, Mai Thi Dĩnh cùng nhau lang thang ở bí cảnh Trường Bạch, sau đó Hồ Tiên Nhi cũng tiến vào Sơn Hải Giới, rồi vào Vân Môn, nhưng Dương Bách Xuyên biết Hồ Tiên Nhi vẫn luôn tìm Chiêm Khánh Nhân. Chớp mắt đã qua mấy trăm năm, không ngờ Hồ Tiên Nhi cũng đã tới tu chân giới. Đáng giận là, hôm nay Hồ Tiên Nhi lại bị người ta làm trò đùa giỡn như vậy. Chấm. Hạng Tuyền nghiêng mình chặn đường, khí thế toàn thân phóng ra uy áp khóa chặt người nàng. Khiến Hồ Tiên Nhi chỉ có tu vi độ kiếp sơ kỳ không thể nhúc nhích. Ha ha, tiểu mỹ nữ, ở đây đúng là thành đạo, nhưng mà bản thiếu là cháu trai của trưởng lão Thiên Kiếm Sơn, nơi này ngoại trừ Hoàng đế Hiên Viên, bản thiếu đây chẳng sợ ai, hơn nữa quy tắc của thành y đạo chỉ không cho giết người, bản thiếu cũng sẽ không giết nàng, chỉ muốn mang nàng về yêu thương mà thôi, ha 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 tiểu mỹ nữ, nàng ngoan ngoãn đi cùng bản thiếu đi. Vừa nói, Hạng Tuyền vừa đưa tay vuốt ve gương mặt của Hồ Tiên Nhi. Đúng vào lúc này, xung quanh nổi lên một cơn gió lớn, giọng nói lạnh như băng vang lên, dám chạm vào nàng ấy, ta diệt cả nhà ngươi. Ai, chán sống rồi à, dám quản cả việc của bản thiếu. Cánh tay đang đưa về phía Hồ Tiên Nhi dừng lại, hắn nhìn về phía đám đông. Mọi người đều tự động tránh ra một con đường. Lúc này, một gã đàn ông để râu dẫn theo một bé gái chừng 8-9 tuổi đi tới. Trong lòng Dương Bách Xuyên đang vô cùng tức giận, sau khi xác định được giọng nói này là của Hồ Tiên Nhi, hắn lập tức dùng thần thức qua xem thử, quả nhiên là nàng. Nhìn thấy Hồ Tiên Nhi bị Hạng Tuyền trêu đùa giữa phố, Dương Bách Xuyên đằng đằng sát khí hô lên, dám chạm vào nàng ấy ta diệt cả nhà ngươi. Hắn đau lòng cho người bạn cũ Hồ Tiên Nhi, không ngờ lần này tới thành y đạo này gặp được nàng. Nghe nàng bất lực cầu xin y sư, trong lòng hắn quả thật rất khó chịu. Nhớ lúc trước mấy người bọn họ có quan hệ như sắt đá cùng nhau vào sinh ra tử. Hiện tại họ đã những người trái đất tới tu chân giới, so với trước còn thân cận hơn. Hắn không biết người bạn muốn cứu mà Hồ Tiên Nhi nhắc tới là ai, nhưng khi nhìn thấy vẻ bất lực của Hồ Tiên Nhi. Dương Bách Xuyên hận gã Lâm y sư kia không có y đức, càng tức giận Hạng Tuyền đùa bỡn Hồ Tiên Nhi. Hồ Tiên Nhi là người phụ nữ của Chiêm Khánh Nhân, lúc trước hắn cũng đã biết chuyện này. Bây giờ Chiêm Khánh Nhân không có đây, nữ nhân của huynh đệ bị bắt nạt,
sao Dương Bách Xuyên chịu để yên? Hắn dắt Tiểu Phượng Hoàng như một búp bê sứ đi tới, người xung quanh không hẹn mà cùng tránh đường. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu, sắp có kịch hay để xem rồi, không chừng Hạng Tuyền sẽ ra tay. Ai nấy đều tự động tránh ra xa hơn 10 mét. Trong mắt bọn họ, mặc dù tu vi của Dương Bách Xuyên không tệ, nhưng cũng chỉ là đại thừa đại viên mãn, còn Hạng Tuyền lại là phi thăng cảnh sơ kỳ. Dương Bách Xuyên chắc chắn không phải đối thủ của Hạng Tuyền. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán, người đàn ông này là ai thế? Lẽ nào không biết Hạng Tuyền là người của Thiên Kiếm Sơn sao? Chưa gặp người này ở thành Y Đạo bao giờ. Lần này có trò vui để xem rồi, chọc phải Hạng Tuyền, vị đại hán này xui xẻo rồi. Nói thế nào thì Trương Tam ta đây cũng rất kính nể vị đại hán này, biết rõ tu vi thua kém người ta nhưng gặp chuyện bất bình vẫn dám lên tiếng, đúng là nam tử hán. Đàn ông chân chính cũng vô dụng, chết rồi thì chẳng là cái thá gì cả. Biết đối phương hơn mình cả bối cảnh thân vận lẫn tu vi mà còn cứng đầu, đây là hành vi của kẻ ngu. Xung quanh không ngừng nhỏ giọng bàn luận, Dương Bách Xuyên mắt điếc tai ngơ. Tay hắn vẫn dắt Tiểu Phượng Hoàng bước từng bước về phía Hạng Tuyền, vẻ mặt Dương Bách Xuyên âm trầm tới đáng sợ. Lúc này, Hạng Tuyền cũng hoàn hồn, hắn nhìn gã đại hán trâng cháo kia chỉ là tu sĩ đại thừa, trong lòng nổi giận lôi đình, Hạng Tuyền chửi mắng, thứ ăn mày ở đâu chui ra, người muốn chết à? Một tu sĩ đại thừa còn con cũng dám ăn nói ngông cuồng, thế nào, định làm anh hùng cứu mỹ nhân? Vậy thì phải tự mình soi lại gương, xem bản thân có đủ bản lĩnh xen vào việc của người khác hay không. Người quỳ xuống dập đầu nhận tội rồi cút đi, nếu không, đừng nghĩ thành Y Đạo không được giết người thì bản thiếu không dám giết ngươi. Lúc này, Hạng Tuyền vừa nói vừa buông Hồ Tiên Nhi ra, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Dương Bách Xuyên rồi gầm lên đầy giận dữ. Sau khi Hồ Tiên Nhi nhìn thấy vị đại hán này, nàng vừa lo lắng lại vừa nghi ngờ. Lo lắng là sợ vị đại hán gặp chuyện bất bình này chịu thiệt, bênh vực kẻ yếu thay cho nàng, tuy rằng nàng cũng không biết Hạng Tuyền là ai, vừa rồi nàng cũng nghe xung quanh bàn tán nên mới biết hắn là nhân vật như thế nào. Bây giờ vị đại hán này ra mặt thay nàng, nếu đánh nhau với Hạng Tuyền chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nghi hoặc là bởi vì trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt của đại hán lại có vài phần quen thuộc. Nhưng Hồ Tiên Nhi lắc đầu ngay lập tức, không thể nào là hắn. Lúc này ngược lại càng thêm lo lắng. Sau khi Dương Bách Xuyên đi tới, hắn không thèm nhìn Hạng Tuyền, ánh mắt dừng trên người Hồ Tiên Nhi, vẻ lạnh như băng nhu hòa đi không ít, hắn nói với nàng, tới bên cạnh ta. Không biết vì sao, Hồ Tiên Nhi nhìn thấy ánh mắt của Dương Bách Xuyên, nghe được giọng nói của hắn, trong lòng lại có một loại cảm giác chắc chắn không thể giải thích được, nàng không nhịn được mà bước tới. Nàng cảm thấy vị đại hán dẫn theo bé gái xinh như búp bê sứ này không hề có ý xấu với mình, ngược lại khiến trong lòng nàng sinh ra cảm giác thân thiết, theo bản năng nàng muốn đi vòng qua Hạng Tuyền. Lúc này, Hạng Tuyền vô cùng tức giận, hắn giận dữ là bởi vì gã đại hán này lại dám làm lơ một người đường đường là cao thủ phi thăng cảnh sơ kỳ, từ đầu đến cuối gã ta không thèm liếc hắn lấy một cái. Gã đại hán kia xem hắn như không khí, hắn cảm giác mọi uy hiếp của mình chẳng khác nào đánh rắm. Còn khiến cho tiểu mỹ nhân bên cạnh đi qua đó. Hạng Tuyền sao không giận cho được? Làm sao hắn cho phép tiểu mỹ nhân tới cạnh gã đại hán kia? Lúc này, Hạng Tuyền đưa tay giữ Hồ Tiên Nhi lại. Ánh mắt Dương Bách Xuyên lạnh như băng, muốn chết. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lắc mình tới cạnh Hạng Tuyền, xuất thủ thành đao, hắn vung tay thi triển chiêu niệm giống như kiếm phá không, con dao nhanh như chớp chém vào cánh tay đang túm lấy Hồ Tiên Nhi. Phập! A, à, máu bắn tung tóe. Hạng Tuyền kêu gào thảm thiết. Cánh tay trái của hắn đã bị Dương Bách Xuyên chém nứt bằng một nhát dao. Phút. Ngay sau đó, cơ thể hắn lóe lên, Dương Bách Xuyên đã trở lại vị trí cũ, nhưng tay còn lại đã kéo Hồ Tiên Nhi tới cạnh mình. Toàn bộ quá trình, từ khi ra tay tới hiện tại gần như chỉ trong thời gian một hơi thở, người xung quanh đang xem náo nhiệt cũng không nhìn rõ Dương Bách Xuyên ra tay như thế nào, chỉ thấy bóng người lóe lên. Sau đó là cánh tay của Hạng Tuyền bị chém rơi xuống đất. Còn vị đại hán kia đã kéo tiểu cô nương kia về chỗ hắn vừa mới đứng. Sau khi hoàn hồn, ai nấy đều hít sâu một hơi. Hiện tại mọi người đều đã rõ, thực lực của vị đại hán dẫn theo bé gái kia không đơn giản như vẻ bề ngoài là đại thừa đại viên mãn. Một người có thể chém đứt cánh tay của đại thiếu Hạng Tuyền có tu vi phi thăng sơ kỳ mà hắn ta không kịp phản ứng, tu vi đâu chỉ là đại thừa đại viên mãn.
ra tay khiến cho một tu sĩ phi thăng sơ kỳ không còn sức đánh trả, chém đứt cánh tay của hắn một cách nhanh gọn, sợ là cao thủ có tu vi phi thăng hậu kỳ cũng không làm được. Rốt cuộc vị đại hán này là thần thánh phương nào? Vì sao mọi người đều chưa từng nghe nói ở thành Y Đạo, thậm chí là tu chân giới lại có một nhân vật như vậy? À, người người đợi chết đi người đâu? Lúc này tay phải Hạng Tuyền ôm cánh tay trái bị mất của mình, hắn nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên uy hiếp, từng tiếng gầm vang vọng người đâu, rõ ràng là đang gọi người. Dương Bách Xuyên không hề quan tâm, hắn nói, nể mặt ngươi là đệ tử của Thiên Kiếm Sơn, ta cho ngươi một cơ hội, xin lỗi người bạn này của ta rồi cút đi, nếu không hôm nay ta sẽ giết chết ngươi. Hừ, ăn nói ngông cuồng, nếu như ngươi đã biết, cháu trai ta là người của Thiên Kiếm Sơn mà còn dám uy hiếp, đúng là không biết trời cao đất dày, lão phu cũng cho ngươi một cơ hội, tự chặt hai cánh tay, hủy đan điền, ta sẽ tha chết cho ngươi. Phút phút phút, giọng nói vừa dứt, một lão già xuất hiện bên cạnh Hạng Tuyền, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, không hề che giấu sát ý. Đi cùng còn có bốn gã phi thăng cảnh, trong đó có hai người là sơ kỳ, còn lại là trung kỳ. Rõ ràng bọn họ đều là người của Thiên Kiếm Sơn do Hạng Tuyền gọi tới. Lão già xuất hiện bên cạnh Hạng Tuyền có tu vi phi thăng cảnh hậu kỳ. Cửu gia gia làm chủ cho cháu, nghiền nát tên này thành cho bụi. Lúc này, Hạng Tuyền bị Dương Bách Xuyên chém đứt một cánh tay, gương mặt hắn trắng bệch, nhưng sau khi nhìn thấy lão già kia xuất hiện, hắn lập tức kêu gào. Hừ, ta đã sớm nói với ngươi, nếu không phải lần này ta đến thành Y Đạo làm ăn, ngươi sau này theo ta về tông môn. Lão giả được Hạng Tuyền gọi là Cửu gia gia đương nhiên biết tính tình của đại thiếu gia này như thế nào, nhìn nữ tử kia liền biết nhất định là Hạng Tuyền có bệnh háo sắc, chẳng qua lần này gặp phải đối phủ mạnh hơn mà thôi. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, dù sao Hạng Tuyền cũng là người của Thiên Kiếm Sơn, còn là cháu trai được đại trưởng lão yêu thương, tất nhiên không thể chịu thiệt. Trong lòng Dương Bách Xuyên cười lạnh, vốn dĩ vừa mới diệt U Linh Chi Đô không lâu, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của Hoàng Triều Hiên Viên. Hắn không muốn làm lớn chuyện, nhưng bây giờ xem ra, người của Thiên Kiếm Sơn ngang ngược quen rồi, nếu như hôm nay không gặp phải hắn, chẳng phải Hồ Tiên Nhi sẽ bị hắn làm nhục hay sao? Ngươi là người nào của Thiên Kiếm Sơn? Có chắc muốn ta chặt hai tay, hủy đan điền? Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn lão già phía đối diện. Lão Phu là trưởng lão thứ 9 của Thiên Kiếm Sơn, lời ta nói ra sẽ không thay đổi, bảo ngươi chặt hai tay thì một ngón cũng không được thiếu. Cửu trưởng lão cuồng ngạo nói. Ha ha ha! Dương Bách Xuyên cười lớn, hắn nói với sát ý ngút trời, nếu đã như vậy thì ta đây không khách khí nữa, ta cũng muốn thỉnh giáo kiếm pháp của Thiên Kiếm Sơn, kiếm pháp của tông môn các ngươi không phải nổi danh ở tu chân giới hay sao, hôm nay để các ngươi thử kiếm pháp của ta. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên quay sang nói với Tiểu Phượng Hoàng, tiểu muội chăm sóc tốt cho nàng ấy. Đại ca yên tâm, ta sẽ không để bất cứ ai đụng vào tiểu tỷ tỷ này. Tiểu Phượng Hoàng nói. Ngay sau đó, đại hán dâu ria tiến lên một bước trước ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh, đột nhiên cả người hắn lấp lánh ánh sáng, sau đó chỉ thấy dáng vẻ đại hán dâu ria vừa rồi đã thay đổi. Trong sân xuất hiện một nam tử đầu tóc bạc phơ bồng bềnh, mày kiếm mắt sáng, ánh sáng bạc chợt lóe, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm cổ xưa. Lúc này, một kiếm khí không gì sánh nổi tản ra từ trên người nam tử tóc trắng này, kiếm khí ngút trời bao phủ cả thành Y Đạo. À, Xuyên đại ca. Hồ Tiên Nhi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, che miệng, mắt nàng đỏ lên, nước mắt ào ào chảy xuống từ trong hốc mắt. Sau khi thấy người đầu tóc bạc phơ kia, cả người Hồ Tiên Nhi chấn động, rồi khi thấy mặt của Dương Bách Xuyên, nàng không kìm nổi nước mắt của mình nữa. Thời gian này, nàng sốt ruột tới mức sắp phát điên, cầu người cầu y khắp nơi, giờ phút nào trong lòng cũng tràn đầy bất lực. Nếu không phải niềm tin trong lòng kiên định thì nàng đã suy sụp từ lâu rồi. Gặp được Dương Bách Xuyên chính là gặp được người thân, sự bất an trong lòng Hồ Tiên Nhi nháy mắt đã tan thành mây khói. Không phải nàng chưa từng nghe tới sự tích của Dương Bách Xuyên, chỉ là nàng không muốn tìm, cũng không thể tìm hắn. Nhưng bây giờ cuối cùng Hồ Tiên Nhi đã cảm thấy yên tâm rồi. Lúc này, nhìn Dương Bách Xuyên tóc trắng bay bổng, trong mắt Hồ Tiên Nhi lại thấy hắn rất cao lớn. Ngươi là Dương. Sắc mặt cửu trưởng lão của Thiên Kiếm Sơn thay đổi, sau khi ánh sáng dần tiêu tan cuối cùng lão ta đã thấy rõ đại hán dâu ria ở đối diện là ai. Bây giờ cả tu chân giới đều biết chủ nhân vân môn tiên cảnh Dương Bách Xuyên là cả đầu tóc trắng.
cộng thêm kiếm đồ long trong tay hắn và kiếm ý ngút trời, làm sao có thể không nhận ra là Dương Bách Xuyên, nếu không thì lão ta sống uổng rồi. Lão ta hoảng sợ nói, nhưng tất cả đều đã muộn, ngay sau đó cửu trưởng lão của Thiên Kiếm Sơn trợn to mắt, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Chém! Dương Bách Xuyên phun ra một chữ. Phụt phụt phụt! A a a a a! Dương Mỗ xuất kiếm, kiếm khí bùng lên. Xung quanh vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Tu sĩ xem náo nhiệt ở xung quanh chỉ thấy đại hán Dâu Ria biến thành một thanh niên tuấn tú tóc trắng, tiếp theo đã là kiếm khí tung hoành chói mắt. Ngay sau đó, bên tai vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, từng mùi máu tanh tràn ngập. Sau khi ánh sáng kiếm khí tan đi, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, dáng vẻ như con người sắp rớt xuống đất. Bởi vì mọi người đã thấy người của Thiên Kiếm Sơn tất cả đều đang kêu thảm thiết. Trong đó, người thảm nhất chính là hạng đại thiếu hạng Tuyền, trực tiếp bị chém thành hai khúc, chết không toàn thây. Tiếp đó chính là hai cánh tay của cửu trưởng lão Thiên Kiếm Sơn bị chém rơi dưới đất, lão ta không kêu thảm thiết, nhưng cả người đều run rẩy, sắc mặt vô cùng xanh xao. Cuối cùng là bốn đệ tử phi thăng cảnh vây xung quanh Dương Bách Xuyên bị chặt đứt một cánh tay. Giờ phút này, người có mặt ở đây đều hít khí lạnh, nuốt nước bọt, rất rõ ràng những người của Thiên Kiếm Sơn này đều là bị Dương Bách Xuyên chém giết. Thực lực này, lòng can đảm này, nghịch thiên rồi. Ai có thể vừa chớp mắt đã giết chết một tu sĩ phi thăng cảnh sơ kỳ? Ai có thể vừa chớp mắt đã chém đứt hai cánh tay của một tu sĩ phi thăng cảnh hậu kỳ? Ai lại có thể vừa chớp mắt đã chém đứt một cánh tay của hai phi thăng cảnh sơ kỳ và hai phi thăng cảnh trung kỳ? Phải biết rằng trong này còn có một trưởng lão của Thiên Kiếm Sơn, chỉ cần có thể được xưng là trưởng lão của một thánh địa, thì chắc chắn đều là người tài ba trong cùng cảnh giới. Sao lại không hề có sức đánh trả chứ? Quan trọng là những điều này gần như được hoàn thành cùng lúc trong chớp mắt, nếu nói có thể miểu sát cũng không quá chút nào. Thủ đoạn và thực lực như vậy, sợ rằng cấp bậc thánh chủ cũng khó làm được nhỉ. Nhưng mà trong mắt tất cả mọi người, người một giây trước là đại hán Dâu Ria, một giây sau đã biến thành thanh niên tóc trắng này đã làm được rồi. Trong nháy mắt, hắn xuất kiếm giết chết hạng Tuyền, chặt hai tay cửu trưởng lão Thiên Kiếm Sơn, chặt một tay của bốn tu sĩ phi thăng cảnh sơ kỳ, trung kỳ Thiên Kiếm Sơn. Tu chân giới có mấy người có thể làm được? Người này rốt cuộc là ai? Lúc này, cuối cùng trong đám người cũng có người đã lấy lại tinh thần. Tóc trắng này của Dương Mỗ chính là đặc trưng rõ ràng nhất, cũng là nhân vật làm mưa làm gió được nhắc tới nhiều nhất ở tu chân giới mấy năm gần đây. Hắn xuất kiếm khiến người ta không thể nhìn rõ, có thể có thực lực như vậy, không tìm ra được người thứ hai ở cả tu chân giới. Trời ơi, thì ra là Dương Thánh Chủ, chẳng trách lại có thực lực như vậy. Lúc trước ta đã cảm thấy đại hán Dâu Ria khí phách phi thường, bây giờ xem ra quả nhiên không sai, thì ra là Dương Thánh Chủ hóa thân. Lúc trước không phải ngươi còn nói đại hán Dâu Ria sẽ chết à? Ta có nói sao? Sau khi Dương Bách Xuyên xuất kiếm, rồi hiện ra chân thân, lời bàn tán ở xung quanh đã nghiêng hết về một phía. Người lúc trước không coi trọng đại hán Dâu Ria, bây giờ đều biến thành người hâm mộ của Dương Mỗ, tất cả ngôn từ có thể dùng đều không hề do dự mà lấy ra để khen ngợi. Trong đám người có không ít nữ tu sĩ, lúc này có nữ tu sĩ ở bên ngoài kích động nói, thì ra hắn chính là chủ nhân vân môn tiên cảnh Dương Bách Xuyên, quả nhiên, giống như trong truyền thuyết, cả đầu tóc trắng bay bổng. Rất ngầu, rất đẹp trai, nếu ta có thể trở thành đạo lữ của hắn thì tốt. Đừng mê trai nữa, Dương Thánh Chủ tuấn tú tiêu sái, nhân trung long phượng như vậy, sao có thể nhìn chúng nữ nhân mê trai như ngươi, một kẻ chân ngắn còn nằm mơ. Người có thể làm đạo lữ của Dương Thánh Chủ chắc chắn phải là đại mỹ nhân chân dài như bổn cô nương, một nữ tu khác không hề khách sáo nói. Ngươi, hừ, chân ngươi dài thì thế nào, chân dài thì có thể làm gì, ngực phẳng như đồng bằng, người không biết còn tưởng ngươi là tiểu tử ở đâu đóng giả, Dương Thánh Chủ muốn tìm đạo lữ cũng phải là người như ta, hiểu không? Trong lời nói của nữ tử trước đó chọc đúng chỗ đau của người ta, vẻ mặt đắc ý. Ngươi, đồ chân ngắn. Đồ ngực phẳng. Lúc hai nữ tu ghen tuông, ở bên khác đã có nữ tu hô lên. Dương Thánh Chủ, ta muốn làm đạo lữ của ngươi. Dương Thánh Chủ, ta muốn làm đạo lữ của ngươi. Chấm. Lúc từng tiếng kêu gào vang lên, cả người Dương Mỗ đều run rẩy, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hắn thực sự không ngờ tu sĩ cũng có lòng theo đuổi thần tượng.
quan trọng là tiếng nói của từng người đều rất to gan, đúng là khiến hắn phải đổ mồ hôi lạnh. Trong đó lại còn có giọng nói giống như hoa, cũng có tiếng của nam tử vang lên. Điều này bảo Dương Mỗ làm sao chịu nổi. Ý lạnh lúc xuất kiếm vừa rồi, bây giờ đã tan biến sạch sẽ. Thậm chí trong hắn lại hơi thảm hại, những âm thanh này thực sự không thể nghe nổi. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên chỉ muốn mau chóng rời khỏi đất thị phi, hắn sợ nếu còn ở lại, sẽ có người xông qua. Đúng lúc này, một khí thế vô cùng mạnh mẽ phóng lên trời. Kẻ nào to gan dám gây sự ở thành Y Đạo? Tiếng nói này từ xa vọng tới. Khí tức ùn ùn kéo đến. Rõ ràng cũng là một cao thủ. Trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, híp mắt ngẩng đầu nhìn thì thấy trong sân xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi, trông tướng mạo xấp xỉ Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên biết người này chắc chắn cũng là lão quái tu luyện, trong các tu sĩ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chỉ nghe thấy có người nói, là cửu hoàng tử của Hoàng Triều Hiên Viên, Hiên Viên Linh Ngọc. Cửu hoàng tử, rõ ràng có người không biết. Đúng vậy. Địa vị của cửu hoàng tử này tương đương với thánh tử thánh địa, thuật y đạo vô song, còn là tu vi phi thăng cảnh đại viên mãn, rất được Hiên Viên hoàng đế yêu thích, tỏa chấn thành y đạo. Đồng thời, hắn ta là một y sư bát phẩm, chỉ kém hơn thuật y đạo của Hiên Viên hoàng đế một phẩm, cửu phẩm cao nhất. Thì ra là vậy. Nghe đồn vị cửu hoàng tử Hiên Viên Linh Ngọc này là người thừa kế đời sau của Hiên Viên hoàng đế, mặc kệ là tu vi hay thuật y đạo. Hoặc nhân phẩm đều là thượng thừa, có danh tiếng không tệ ở tinh cương Hiên Viên. Chấm. Dương Bách Xuyên đều nghe thấy hết những lời bàn tán này, hắn không hề có chút lo ngại nào. Với thực lực của hắn, đối mặt với cấp bậc thánh chủ cũng có thể chém giết, nói gì tới người khác. Từ sau khi được Hắc Liên chỉ điểm về sức mạnh quy tắc, thực lực bây giờ của Dương Bách Xuyên đã có thể vững vàng đối mặt với phi thăng cảnh đại viên mãn. Khụ khụ. Lúc này, cuối cùng cửu trưởng lão Thiên Kiếm Sơn đã hoàn hồn, lão ta ho khan nhưng khóe miệng vẫn có vết máu chảy ra. Bây giờ lão ta vô cùng hối hận, nếu sớm biết là sát tinh Dương Bách Xuyên này, thì lão ta đã không buông lời uy hiếp hắn. Sự tích của Dương Bách Xuyên, lão ta là trưởng lão của Thiên Kiếm Sơn lại càng vô cùng rõ ràng. Đó là sát tinh nói giết là giết thánh chủ U Linh, còn đánh đuổi đại ma đầu Vu Minh Tuyền. Lão ta biết hôm nay chắc chắn phải chịu thiệt. Càng biết Dương Bách Xuyên chặt hai tay của lão ta đã coi như là giơ cao đánh khẽ rồi. Nếu không lão ta và bốn đệ tử đã chết từ lâu, lão ta đã lĩnh hội sâu sắc uy lực của kiếm ý vừa rồi. Cùng là tu luyện kiếm đạo, nên lúc này cửu trưởng lão biết ở trước mặt kiếm đạo của Dương Bách Xuyên, cho dù lão ta đã tu hành 1000 năm cũng khó sánh bằng. Nhìn cháu trai của đại trưởng lão Hạng Tuyền đã bị Dương Bách Xuyên chém thành hai khúc ở phía sau, cửu trưởng lão biết hôm nay đã định trước phải chết uổng rồi. Thậm chí hôm nay cái mạng già của lão ta cũng khó giữ. Cửu trưởng lão hít sâu, nhìn Dương Bách Xuyên, cúi đầu nói, trưởng lão Thiên Kiếm Sơn Hoàng Phong có mắt không biết Thái Sơn, hôm nay mạo phạm Dương Thánh Chủ, một mình Hoàng Mỗ làm thì một mình gánh vác, vẫn mong Thánh Chủ đừng liên lụy tới người khác của Thiên Kiếm Sơn, Hoàng Mỗ mặc Dương Thánh Chủ xử trí. Trong lòng Hoàng Phong không phải muốn trả thù, mà là lời căn dặn của Thánh Chủ Thiên Kiếm Sơn, tuyệt đối không thể trêu chọc Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vốn có thù oán với Thiên Kiếm Sơn, ước gì đệ tử Thiên Kiếm Sơn trêu chọc hắn, để cho hắn có cái cớ tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn. Đây là do Thánh Chủ Thiên Kiếm Sơn nghiêm lệnh căn dặn sau khi từ U Linh Chi Đô trở về. Bây giờ Dương Bách Xuyên có đủ thực lực để hủy diệt một đại thánh địa Vạn Linh và U Linh Chi Đô đều là vết xe đổ. Mặc dù lúc này cửu hoàng tử của Hoàng Triều Hiên Viên đã xuất hiện, nhưng Hoàng Phong biết, nếu thật sự chọc giận Dương Bách Xuyên, thì đừng nói là một cửu hoàng tử, cho dù là thể diện của Hiên Viên hoàng đế chưa chắc hắn đã nể. Hơn nữa chuyện hôm nay là lão ta sơ ý, nói cho cùng chính là tên khốn Hạng Tuyền này gieo gió gặt bão, tiểu tử này bản tính háo sắc, hôm nay cuối cùng đã đá phải tấm sắt rồi. Lúc này Hoàng Phong không phải tìm thể diện hay muốn trả thù, mà lại nghĩ làm sao để khiến Dương Bách Xuyên nguôi giận, để tránh sát tinh này tức lên giết đến Thiên Kiếm Sơn, tiêu diệt thánh địa Thiên Kiếm Sơn. Đã có hai đại thánh địa bị hủy trong tay Dương Mỗ, hủy thêm Thiên Kiếm Sơn bọn họ không khó. Trên trán Hoàng Phong đổ đầy mồ hôi, nhận thua với Dương Mỗ, lão ta bị chặt đứt hai cánh tay mà chẳng dám ho he tiếng nào. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự muốn tiêu diệt Hoàng Phong thì lúc trước đã không nương tay, lúc này nghe thấy lời của Hoàng Phong, Dương Bách Xuyên nói, cút đi. Sau này đừng cậy là thánh địa mà bắt nạt kẻ yếu,
nếu hôm nay ta không xuất hiện, có phải bạn của ta đã bị ác thiếu của Thiên Kiếm Sơn các ngươi hại rồi không? Nếu ta là một đại hán dâu ria đại thừa cảnh, có phải cũng sẽ bị ngươi băm thành vạn mảnh không? Chém ác thiếu, chặt hai tay của ngươi, có phục không? Giết ngươi thì chưa tới mức, ta không phải loại không biết xấu hổ như Thiên Kiếm Sơn các ngươi, tốt xấu gì Dương Mỗ cũng là chủ nhân vân môn tiên cảnh, chẳng bỏ công bắt nạt ngươi. Trở về nói với thánh chủ trưởng lão của các ngươi, nếu như muốn trả thù, Dương Mỗ ta cung kính chờ đợi ở dãy núi Vân Lôi bất cứ lúc nào, cút. Vâng, đa tạ. Hoàng Phong sửng sốt, vội vàng tạ ơn, rồi vẫy tay với bốn thủ hạ, nhấc thi thể của Hạng Tuyền, nháy mắt biến mất trong đám người. Bọn họ giống như được đại xá, mừng thầm trong lòng. Đường đường cao thủ phi thăng cảnh hậu kỳ, còn là nhân vật cấp bậc trưởng lão của Thiên Kiếm Sơn, khi đối mặt với Dương Mỗ lại sợ hãi như vậy, đủ để chứng tỏ danh tiếng bây giờ của Dương Mỗ hung hãn tới mức nào. Lúc này, ánh mắt Dương Bách Xuyên mới đặt lên trên người Hiên Viên Linh Ngọc, sau khi đến vị cửu hoàng tử này từ đầu tới cuối ngoài tiếng giống giận kia thì không còn nói gì nữa. Dương Bách Xuyên vốn còn tưởng cửu hoàng tử này muốn lấy quy củ của thành y đạo để chèn ép hắn, hoặc lấy hoàng triều Hiên Viên bọn họ để chèn ép hắn. Nhưng bây giờ xem ra, hình như Hiên Viên Linh Ngọc không hề muốn đào sâu. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của Dương Bách Xuyên, Hiên Viên Linh Ngọc lại mỉm cười tao nhã, nói, Hiên Viên Linh Ngọc bái kiến Dương Thánh Chủ. Cửu hoàng tử đa lễ rồi, Hiên Viên Hoàng đế có khỏe không? Lần này, Dương Mỗ đặc biệt đến tiếp kiến hoàng triều Hiên Viên, không ngờ lại gặp phải cảnh ác thiếu đàn áp dân lành, cũng thấy y đức của một số y tu, Dương Mỗ cảm thán sự phồn hoa của thành y đạo, hoàng triều Hiên Viên các ngươi đúng là giỏi quản lý thành trì. Hôm nay, bạn Dương Mỗ bị y sư gây khó dễ, sau đó lại gặp ác thiếu bắt nạt, vậy nên mới không nhịn được cho chút trừng phạt nho nhỏ, có làm hỏng quy củ của thành y đạo không? Thực ra những lời này của Dương Bách Xuyên là hơi không biết xấu hổ. Biết rõ thành y đạo người ta có quy củ không được giết người, hắn lại cứ giết người ở thành y đạo, còn hỏi ngược lại người ta có làm hỏng quy củ không? Ngươi nói xem có hỏng quy củ không? Đương nhiên mặc dù tiếng nói của Dương Mỗ mềm mại, nhưng giọng điệu lại không thân thiện gì. Hắn vừa mở miệng đã là quy củ của thành y đạo, sau đó là y tu không có y đức, tiếp theo là ác thiếu, cuối cùng mới là giết người, lúc thì tìm một lý gượng ép cho mình, còn âm thầm chế giễu hoàng triều Hiên Viên. Mặt khác rõ ràng nói với Hiên Viên Linh Ngọc, Dương Bách Xuyên ta đặc biệt đến thăm lão tử Hiên Viên Hoàng đế của ngươi, nhưng lại bắt gặp bạn ta bị bắt nạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.